Tối cường hệ thống đế hoàng chương 1644, ma tôn chuyện cũ. Vô lượng thiên tôn, tiền bối, nơi này là di tích, cũng chính là thần giới sụp đổ sau vỡ phiến không gian, bần đạo năm đó từ nơi đó vẫn còn tồn tại, trước bối ngươi cũng tại trong cái không gian này, tiền bối, thần giới không có. Cương thần nói đến đây, không khỏi có chút thương cảm, dù sao mình thần giới mới là nhà hắn. Không có, thần giới không có, không có tốt, không có thì tốt hơn. Ha ha ha, không có tốt, những lão bất tử kia, cuối cùng chết hết. Ha ha ha, phu nhân, phu nhân ngươi đã nghe chưa? Chết hết, những lão già kia toàn mẹ nó chết. Huyền thiên ma tôn bỗng nhiên nhìn xem quan tài kiến quát to lên, hai tay nắm thật chặt chiếc lồng, nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi trói buộc. Cái gì? Chết lại là vu thiền. Chẳng lẽ đây là vu thiền mộ? Cương thần cuối cùng giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc. Đây là vu thiền mộ, không phải huyền thiên ma tôn mộ bởi vì huyền thiên ma tôn không chết nhưng không biết vì sao lại bị vây ở chỗ này tây môn hạo cũng hiểu rõ muốn hỏi lời nhưng này huyền thiên ma tôn tựa như người điên vẫn là không nên đi treo chọc thì tốt hơn phu nhân a vì cái gì vì cái gì ngươi nếu như vậy thần giới sụp đổ hơn một vạn năm nguyên lai bản tôn đã tại đây bên trong bị vây hơn một vạn năm vì cái gì làm nếu như vậy làm không cho ta giết cái kia bọn tạp chủng bất quá, chết hết, bọn hắn chết hết, hại ngươi người chết hết, ha ha ha. Huyền thiên ma tôn ngang trời cười to, cười vô cùng vui vẻ, vô cùng thê lương. Thời gian tháp bên trong tây môn hạo cùng cương thần không khỏi liếc nhau một cái, theo huyền thiên ma tôn trong lời nói không khó đoán ra năm đó xảy ra chuyện gì. Xem ra, năm đó tuyển thiên ma tôn đột nhiên biến mất cùng vu thiền có quan hệ, là đối phương đem hắn vây ở nơi này. Khụ khụ, cái kia. Huyền thiên ma tôn tiền bối, năm đó xảy ra chuyện gì? Có thể cùng vãn bối tiết lộ một chút sao? Cương thần thử hỏi, chủ yếu là quá hiếu kỳ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Soạt! Huyền thiên ma tôn bỗng nhiên thay đổi hướng đi, hai tay nắm lấy chiếc lồng hàng rào, một đôi mắt lần nữa trở nên đen kịt vô cùng, nhìn chồng chọc vào thời gian tháp. Thời gian tháp bên trong người tất cả đều thấy giật mình trong lòng, vị này ma tôn, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để bọn hắn cảm nhận được hoảng hốt. Ai? Thần giới không có, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói xong, ngồi ở lòng bên trong, hai mắt lần nữa khôi phục thư thái. Năm đó, nguyên lai, tại hơn một vạn năm trước, thần giới sụp đổ trước đại khái ba bốn ngàn năm tả hữu, bởi vì huyền thiên ma tôn cái này người khoa trương ương ngạnh, đắc tội quá nhiều người, bị cừu gia liên hợp vây giết. Đã trải qua một trận đại chiến về sau, bởi vì không địch lại, hắn cùng phu nhân của mình vu thiền, chật vật đột phá trùng vây, Vu Thiền cũng bởi vì trận chiến này bị trọng thương, khó giữ được tính mạng. Huyền Thiên Ma Tôn lúc ấy kém chút liền điên rồi, tuyên bố muốn giết sạch lúc ấy vây giết hắn tất cả mọi người toàn tộc. Vu Thiền là một cái người rất hiền lành, bằng không thì cũng sẽ không trở thành vu tộc thánh nữ, vì ngăn cản người yêu của mình tái tạo giết chóc, tại trước khi chết, lợi dụng chính mình vu thuật chế tạo này một tòa khốn ma ủ, đồng thời dùng khốn ma khóa cho khóa lên. Sau đó lại kiến tạo này tọa thần mộ, đồng thời khắc lên huyền thiên ma tôn tên, nếu có người phát hiện, cũng sẽ cho rằng huyền thiên ma tôn đã chết. Làm xong tất cả những thứ này về sau, liền cùng huyền thiên ma tôn tại đây bên trong vượt qua hạnh phúc sau cùng thời gian, sau đó nằm tiến vào tự tay chế tạo trong quan tài kiến, cùng người yêu của mình tại đây lý trưởng ngủ. Kỳ thật vu thiền năm đó cũng hết sức xoắn suýt, dù sao mình hiểu rõ nhất huyền thiên ma tôn, cho nên chế tạo khốn ma ủ cùng khốn ma khóa khả nghi làm cho đối phương mở không ra, Tỉnh thế giam cầm giam cầm người yêu của mình nàng là sao mà xoắn suýt nhưng không làm như vậy huyền thiên ma tôn sẽ tạo thành vô tận giết chóc cho nên năm đó vô thiền hết sức xoắn suýt tại người yêu cùng thần giới sinh linh trước mặt nàng lựa chọn người sau mọi người nghe thổn thức không thôi nhất là cương thần tâm tình cực kỳ phức tạp bởi vì hắn bị tâm ma ăn mòn lúc cùng cái này huyền thiên ma tôn quá giống tử đạo hữu ngẫm lại ngươi là may mắn xem vị gia này Bị vây ở chỗ này vĩnh không thấy ánh mặt trời. Tây Môn Hạo biết Cương Thần đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Các ngươi là tới trộm mộ a? À? Huyền Thiên Ma Tôn đột nhiên hỏi. Tây Môn Hạo trầm mặt một lát, nói ra. Không, chúng ta là tới di tích tầm bảo, ngẫu nhiên gặp này tọa thần mộ, lại không nghĩ rằng vậy mà nhốt một vị viễn cổ ma tôn. Mọi người nghe cùng nhau mắt trợn trắng, này cùng trộm mộ có khác nhau sao? Ha ha ha, trộm mộ liền trộm mộ có cái gì không dám nói tiểu gia hỏa ngươi bảo vật này không sai ngươi cùng cái kia lăng thiên cung tiểu gia hỏa ra đi bản tôn quyết định không công kích các ngươi huyền thiên ma tôn bỗng nhiên cao giọng cười ha hả cười còn có chút người vật vô hại ha 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 ma tôn tiền bối ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao tây môn hạo dĩ nhiên sẽ không ra đi hừ làm sao bản tôn còn lừa gạt ngươi hay sao vậy ai nói đến chuẩn ngươi ta thế nào Tây môn hạo cổ cứng lên. Huyền thiên ma tôn trầm mặt, chính mình đức hạnh gì chính mình rõ ràng, xem xét cũng không phải là người tốt. Ai? Tiểu gia hỏa, làm cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Tây môn hạo liếm môi một cái, đây là hắn muốn chuẩn bị lừa dối người biểu hiện. Bản tôn muốn nhìn một chút phu nhân của mình, đồng thời muốn trông coi nàng. Ngươi có thể hay không giúp ta nắm nàng quan tài làm tới nơi này, làm giao dịch không gian của ta bảo vật đưa ngươi. Huyền thiên ma tôn nói ra còn có này chuyện tốt tây môn hạo một vạn cái không tin ai tiểu gia hỏa thần giới cũng bị mất kẻ thù cũng đều đã chết bản tôn không có gì có thế lưu luyến chỉ muốn cùng phu nhân tại đây lý trưởng ngủ giữ lại bảo vật cũng không có tác dụng gì huyền thiên ma tôn ngữ khí hết sức mềm nhưng càng như vậy tây môn hạo thì càng không tin ừm được a à. tây môn hạo cuối cùng đồng ý tốt vậy các ngươi ra đi huyền thiên ma tôn vui vẻ không không không, chúng ta tạm thời trước không đi ra, ma tôn tiền bối. Tây môn hạo vừa nói, một bên bắn ra một khỏa binh đậu, phía trên hồng giáp thần binh trong nháy mắt hỏng mất một cái. Bỗng nhiên, cái kia viên bắn ra binh đậu nổ tung, hồng giáp thần binh ôm thời gian tháp liền xong về quan tài kiến. Huyền thiên ma tôn đang nghe Tây môn hạo mù tất tất, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên toát ra một cái khôi lỗi, mục tiêu còn là chính mình phu nhân. Hoa nha nha, tiểu tử ngươi dở trò lừa bịp trống huyền thiên ma tôn trên thân toát ra một cổ ma khí thẳng đến cái kia hồng giáp thần binh bành hồng giáp thần binh tiếp xúc đến ma khí về sau sụp đổ nhưng cùng lúc cũng đem trong tay thời gian tháp ném về phía quan tài kiếm ông bỗng nhiên một đạo quan mang sáng lên không ngăn được thời gian tháp mà là nắm ma khí chặn lại qua nha nha cút ra đây ngươi cút ra đây cho ta bản tôn muốn giết ngươi giết ngươi Huyền Thiên Ma Tôn tức giận, triệt để tức giận, bởi vì cái không gian kia bảo vật liền rơi vào quan tài kiến bên trên, rơi vào chính mình phu nhân phía trên. Kinh nhờn, trần trụi kinh nhờn, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Ha ha ha, Ma Tôn tiền bối, đây chính là ngươi để cho ta ra tới đó a. À. Tây Môn Hạo cười lớn xuất hiện tại thời gian tháp bên ngoài, rơi vào quan tài kiến bên cạnh, sau đó nâng lên thời gian tháp, trong lòng lần nữa khẽ động, cương thần xuất hiện ở bên người vô lượng thiên tôn, ma tôn tiền bối, bần đạo hữu lễ. Cương thần lắc một cái phất trần, lại bắt đầu trang bức. Mà Tây Môn Hạo đâu, thì là nhìn xem quan tài kiến nữ tử, nhịp tim không khỏi da tốc một thoáng. Đẹp, đơn giản quá đẹp, đẹp có khả năng cùng hoa tiên tử bằng được, đẹp không cách nào hình dung. Mà lại cái kia đã chết đi gương mặt còn mang theo một tia thánh khiết mỉm cười, tuyệt bích một cái ngũ mỹ nhân. Có mẹ nó lễ, cút ra đây, cách phu nhân ta xa một chút các ngươi hai cái đạp nát, rác rưởi, lăn đi. Huyền thiên ma tôn giống như là điên rồi, dùng sức xé rách lấy xiền xích, giống như là muốn nắm xiền xích kéo đứt, phát thần kinh một dạng chú mắng lên. Thảo, ngươi đến mức sao? Hạo gia lại không mạnh lão bà ngươi. Còn nữa nói, hạo gia mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng sẽ không đối một cổ thi thể cảm thấy hứng thú. Tây môn hạo này bảo tính tình, sao có thể dễ dàng bị người dạng này mắng? Vô lượng thiên tôn, ma tôn tiền bối, bần đạo phát thảo đại gia. Cương thần cũng bị mắng phát hỏa, bất quá con hàng này mắng người còn là khách khí như vậy. Lăn đi, các ngươi hai cái rác rưởi, nhỏ bé rác rưởi, lăn đi, không cho phép dùng các ngươi nhỏ bé khí tức ô nhiễm phu nhân của ta. Bành bành bành, huyền thiên ma tôn đơn giản liền là cái hộ vợ cùng ma, hai tay dùng sức vỗ chiếc lồng, tê dại, đủ, oanh. Tây môn hạo là thật bị chửi phát hỏa, một bàn tay đẩy ra vu thiền quan tài kiến, sau đó vương mình ghé vào trên quan tài, tư thế kia giống như thật muốn hô hố thi thể một dạng. Xoạt! Huyền thiên ma tôn trong nháy mắt ngậm miệng lại, thân thể run rẩy nhìn xem tây môn hạo. Không! Không muốn! Không muốn! Mắng A! À. Ngươi mắng nữa A! À. Ngươi cái lão bất tử! Bây giờ không phải là thần giới thời đại, là thần vực thời đại. Còn dám kiêu ngạo như vậy, thật là muốn chết. Tây môn hạo hai tay cùng hai chân khoác lên quan tài kiến bên trên, lạnh lùng nhìn xem Huyền Thiên Ma Tôn. Không không không, không mắng, không mắng. Huyền Thiên Ma Tôn dùng sức lắc đầu, khoảng tóc cũng bay múa lên. Vô Lượng Thiên Tôn, lão đại, mặc dù này vu thiền rất đẹp, thế nhưng đã chết hơn một vạn năm, cũng không muốn rồi a." À. Cương thần tại Tây môn Hạo bên tai nhỏ giọng khuyên nhủ. "Cút." Hạo gia liền là khiến cho hắn im miệng, "Ngươi cho rằng ta thật đúng là?" "A, à, đây là cái gì?" tây môn hạo chợt phát hiện tại vu thiền đầu bên cạnh để đó một chiếc nhẫn chiếc nhẫn một bên còn để đó một cái ngọc giản, nhìn không được đưa tay xuống không không muốn a à. không được đụng nàng nàng là ta người nào cũng không cho phanh a à. bành 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 huyền thiên ma tôn lần nữa phát điên lên tây môn hạo mới lười nhắc bên trong cái người điên kia lấy chiếc nhẫn cùng ngọc giản, sau đó vương mình xuống tới vung tay lên đem quan tài kiến che lại lần nữa đắp lên im miệng Huyền Thiên Ma Tôn lần nữa im miệng, đặt mông ngồi trên mặt đất, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Huy, Hạo Gia có thể là có đạo đức nghề nghiệp, chỉ lấy bảo vật, không động vào thi thể. Tây Môn Hạo lung lay trong tay chiếc nhẫn cùng ngọc giản. Thật tốt, đều cho ngươi. Cái kia không gian giới chỉ ngươi lấy đi, ta cũng có thể cho ngươi. Xin ngươi đừng tổn thương nàng. Huyền Thiên Ma Tôn nói xong, theo trên cổ lấy xuống một đầu đen như mực vòng cổ tây môn Hạo liếc qua huyền thiên ma tôn trong tay vòng cổ, sau đó vừa nhìn về phía cái kia cái ngọc giản, thử dùng nguyên thần thăm dò một thoáng. ai ngờ vừa hơi tìm tòi, nguyên thần liền bị hút vào, một thanh âm trong đầu vang lên. người hữu duyên, ngươi rốt cuộc đã đến. tại ngươi mở ra nơi này thời điểm cũng đã qua có hơn một vạn năm a. À. ta tính tới, thần giới sẽ sụp đổ, ta cũng tính tới, nơi này là sẽ không bị sụp đổ. ta càng tính tới, hai vạn năm bên trong Ngươi sẽ đến, mẹ nó, Vu Thiền là ngươi. Tây Môn Hạo giật nảy mình, mặc dù cái thanh âm kia rất êm tai, nhưng này quá đột ngột. Không muốn cùng ta đối thoại, bởi vì ta nghe không được lời của ngươi, ta đã chết. Còn có, ta gọi Vu Thiền, một tên bị tộc nhân xóa tên nữ vu. Không nên hỏi ta vì cái gì có thể tính tới, đây là chúng ta vu tộc thần thuật. Vu Thiền phản phất biết Tây Môn Hạo muốn hỏi điều gì giống như. Tây Môn Hạo im lặng, cái này viễn cổ nữ thần có chút ý tứ người hữu duyên chắc hẳn ngươi cũng thấy hắn đi cái kia nam nhân của ta nhớ kỹ tuyệt đối không nên mở ra hắn giam cầm bằng không thì lại là một trường tai nạn tai họa thật lớn bởi vì hắn đã triệt để thành ma ma cơ hồ đã hoàn toàn ăn mòn tâm tính của hắn cũng chỉ có ta còn có thể khiến cho hắn tỉnh táo người hữu duyên ta lưu lại một mai không gian giới chỉ bên trong có rất nhiều bảo vật dạng này cũng không uổng công ngươi đi một chuyến uổng công chờ ngươi rời khỏi nơi này chiếc nhẫn phong ấn sẽ tự động mở ra lấy bảo vật liền đi đi thôi chớ có lòng tham chớ có trêu chọc hắn còn có ta tính tới ngươi đến sẽ vì ta tìm một vị truyền nhân cũng là vô tộc cái cuối cùng truyền nhân trong giới chỉ có ta suốt đời tâm đắc cùng với vô tộc vô thuật giao nó cho cái kia truyền nhân đi hy vọng hắn có thể đem vô thuật tiếp tục truyền thừa tiếp người hữu duyên nhớ lấy không nên tới gần hắn càng không muốn vì hắn mở ra giam cầm, vô luận hắn nói cái gì cũng không cần tin, lấy chiếc nhẫn đi nhanh lên, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, khống chế của hắn người thủ đoạn nhiều làm người khó có thể tưởng tượng, nhớ lấy, nhớ lấy, thanh âm dần dần biến mất, tây môn hạo tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, phản phất thanh âm kia có lấy ma lực, bành, ngọc giảng bỗng nhiên vỡ vụn, tây môn hạo dọa đến giật mình, theo thanh âm kia bên trong thanh tĩnh lại, trong nháy mắt suốt mồ hôi lạnh cả người, một lòng kinh hoàng không thôi nguyên lai nguyên lai cái này vu thiền tính tới chính mình sẽ đến tính tới bỗng nhiên tây môn hạo lần nữa mở ra quan tài kiến không để ý huyền thiên ma tôn điên cùng chửi mắng bò tới trên quan tài hai tay chậm rãi vương hướng vu thiền con mắt tiền bối đắc tội nói xong lật ra vu thiền mí mắt thấy được một đôi hơi mờ con mắt tiểu tử lăn đi ta giết ngươi giết ngươi hô 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 hàng loạt ma khí vọt tới, nhưng toàn bộ bị cản lại, này vu thiền tại trước khi chết đoán chừng coi như đến điểm này, sớm rơi xuống cấm chế. Vô lượng thiên tôn, lão đại, đây là vu tộc con mắt, chỉ có tại tử vong, hoặc là vận dụng vu thuật thời điểm mới có thể như vậy. A à đối, có vẻ như tiểu cơ tại thi triển thiên cơ thuật thời điểm con mắt lại biến thành dạng này, bất quá cái kia con mắt là hậu thiên, vu tộc là tiên thiên. Cương thần không biết Tây Môn Hạo tại sao phải xem ánh mắt của đối phương, nhưng vẫn là giải thích một phen. Tây môn hạo vương mình rơi xuống quan tài kiến, lại lần nữa đắp kính, sau đó cúi người hành lễ. Tiền bối, vãn bối biết truyền nhân của ngươi là ai, vãn bối thay thế hắn, đa tạ tiền bối. Đúng vậy, tại vu thiền nói ra truyền nhân của nàng tại bên cạnh mình, tăng thêm vậy coi như thấu thần giới sụp đổ, tính đến nơi đây an toàn, tính tới hơn một vạn năm về sau sự tình, hắn liền nghĩ đến cơ vô bệnh. Tại đẩy ra ánh mắt của đối phương về sau, thấy cặp kia hơi mờ con ngươi, liền càng chắc chắn. Tiểu cơ thiên cơ chi nhãn là hậu thiên, là theo thần vẫn chiến trường một vị nữ thần trên thân có được. Hắn không biết cái kia nữ thần có phải hay không vu tộc, có lẽ, thần vực còn có vu tộc huyết mạch đi, hoặc là nói là vu tộc chi nhánh loại hình. Nhưng bất kể nói thế nào, tiểu cơ muốn mẹ nó triệt để cuộc khởi. Bên cạnh mình lại muốn nhiều một vị vu thần. Cương thần thấy Tây Môn Hạo lại hành lễ, lại nhắc tới, bỗng nhiên biến sắc, nhịn không được hỏi. Lão đại, tiểu cơ hắn. Không sai, tiểu cơ muốn bật hắc. Hắc hắc, đoán chừng tiểu cơ không có tính tới, hạo ca tầm bảo cho hắn dò xét cái sư phụ. Đối tử đạo hữu, cái này vô tộc đến cùng chuyện ra sao? Nói cho ta một chút. Cương thần đầu tiên là sững sờ, lập tức suy tư một lát, nói ra. Lão đại, vu tộc ở tại thần giới rất nổi danh, bất quá cùng Medusa nhất tộc rất giống, rất điệu thấp, bộ tộc số lượng so Medusa nhất tộc còn thiếu. Nhưng bản lãnh của bọn hắn rất lớn, chiến tranh thời điểm không chỉ có là mạnh mẽ phụ trợ, mạnh mẽ vô thuật cũng có đủ loại công kích thủ đoạn. Mà bọn hắn nhất thủ đoạn thần bí liền là có thể đo lường tính toán thiên cơ, không phải tiểu cơ loại kia tính người thiên cơ, vậy cũng là tiểu đạo mà thôi. Bọn hắn tính toán là chân chính thiên cơ, thậm chí có thế tính thiên đạo, tính thế giới vận mệnh. Dĩ nhiên, không phải mỗi cái vô tộc đều có loại bản lãnh này, vậy cần đại vu mới có thể làm đến, chỉ có vu tộc vu thần mới có thể dùng. Lão đại, có phải hay không cái này vu thiền tính tới cái gì? Ngọc giảng kia nói cái gì? Hắn lòng hiếu kỳ triệt để bị Tây Môn Hạo câu lên. Tây Môn Hạo cũng không có dấu giếm, nắm ngọc giảng nội dung nói một lần, nghe cương thần biểu lộ biến ảo chập chờn vô cùng khiếp sợ. Đợi sau khi nghe xong, nhịn không được đối quan tài kiến thi lễ. Vô lượng thiên tôn nghĩ không ra vu thiền tiền bối vu thuật vậy mà đạt đến như thế hoàn cảnh vậy mà có thế tính đến thần giới sụp đổ tính tới hơn một vạn năm về sau sự tình thật sự là quá mạnh đoán chừng năm đó vu tộc tộc trưởng cũng không có như thế mạnh a à. quá mạnh sao tây môn hạo trong đầu hiện lên một người một cái không biết bộ dáng gì rất mơ hồ một người cái kia chính là một mực tại bao quanh bên cạnh mình tây nha hiệp đối phương đồng dạng tính tới chính mình sẽ đánh mở bị phong ấn vạn năm hắc long càng là một mực tại quan tâm chính mình người xuyên việt này uy uy tiểu tử giao dịch giao dịch của chúng ta huyền thiên ma tôn ghé vào chiếc lồng bên trên tay run run bên trong vòng cổ ngữ khí bình hòa rất nhiều cáp tây môn hạo nhịn không được cười lên nếu là không có vu thiền nhắc nhở hắn có lẽ thật sẽ cùng đối phương tới lần giao dịch thế nhưng trải qua vu thiền nhắc nhở hắn cũng sẽ không đang cùng tên ma đầu này làm giao dịch vu thiền nói rất rõ ràng huyền thiên ma tôn đã triệt để thành ma đã bản thân bị lạc lối mà lại vu thiền rất sợ chính mình đưa hắn phóng xuất bởi vì như vậy sẽ mang lại cho chính cái thần vực tai họa rõ ràng vị này ma tôn đại nhân là kinh khủng cỡ nào có lẽ năm đó là thật không ai có thể giết chết huyền thiên ma tôn vu thiền lại sợ chính mình chết về sau không ai có thể ước thúc đối phương cho nên mới đem hắn cầm giữ dân lên làm sao ngươi không thích bản tôn bảo vật Nơi này chính là bản tôn nhiều năm tích lũy. Huyền Thiên Ma Tôn lần nữa rung lên trong tay vòng cổ, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Tây Môn Hạo con ngươi đảo một vòng. "Tốt, ngươi đem vòng cổ giải trừ nhận chủ, ném qua tới." Lão đại, cương thần bắt lấy Tây Môn Hạo cánh tay, truyền âm nói: "Lão đại, cẩn thận có bẫy." "Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Tây Môn Hạo tự tin cười cười. "Không ngươi trước tiên đem phu nhân ta quan tài kiến đưa tới huyền thiên ma tôn không cho cự tuyệt nói không 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 ngươi trước tiên đem vòng cổ làm tới bằng không thì giao dịch hủy bỏ tây môn hạo y nguyên hết sức kiên định ngược lại liền là không tới gần tên kia hừ tiểu tử chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao chẳng lẽ ngươi nghĩ ở nơi đó tránh cả một đời sao huyền thiên ma tôn lạnh lùng nhìn xem tây môn hạo ha 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 có cái mỹ nữ làm bạn khốn cả một đời thì thế nào tây môn hạo nhìn thoáng qua quan tài kiến trong mắt lóe lên một đạo dâm tà ánh sáng còn cố ý nhường huyền thiên ma tôn thấy không ta đáp ứng ngươi huyền thiên ma tôn xem xét tây môn hạo cái kia mắt nhỏ liền gấp vội vàng cầm trong tay vòng cổ giải trừ nhận chủ dùng sức ném một cái ném về phía tây môn hạo tây môn hạo cũng không có đưa tay đón mà là lần nữa tung ra một khỏa binh đậu nhường một cái hồng giáp thần binh đem vòng cổ cầm tới sau đó vứt xuống một bên làm sao ngươi không nhìn thật giả. Huyền Thiên Ma Tôn xem xét Tây Môn Hạo cũng không làm kiểm tra, hơi nghi hoặc một chút. Ha ha ha, lão ma đầu, nhớ kỹ lần thứ nhất hạ di tích thời điểm, bày ở hạo gia trước mặt một kiện giải trừ nhận chủ không gian bảo vật, bên trong tất giấu một cái nguyên thần, kém chút liền đoạt xá hạo gia. Cho nên, hạo gia đối không biết không gian bảo vật rất cẩn thận. Tây Môn Hạo không chỉ nhớ được năm đó lần thứ nhất hạ di tích sự tình, càng là nhớ kỹ vu thiền dặn dò, này lão ma đầu khống chế người thủ đoạn có rất nhiều một phần vạn chính bình đụng phải đồ chơi kia bị đối phương khống chế vậy liền chơi quá độ đương nhiên không chỉ có là huyền thiên ma tôn vòng cổ liền là cái viên kia còn không có giải trừ nhận chủ chiếc nhẫn hắn cũng rất cẩn thận mẹ nó tiểu tử ngươi đồ nghịch bản tôn huyền thiên ma tôn lần nữa giận dữ nhìn xem tây môn hạo con mắt lần nữa thành màu đen có thể là tự thân công kích chiêu thức toàn bộ bị phong ấn chỉ có thể phun ma khí, còn đánh không phá được vu thiền bày ra cấm chế. Chật chật, đừng nóng vội mà. Chờ hạo gia cho rằng dây chuyền này là an toàn, đồng thời bên trong có bảo vật về sau, chúng ta lại tiếp tục giao dịch. Tây môn hạo mới sẽ không ngốc đến bây giờ giảng vu thiền quan tài kiến đưa qua, này vu thiền có thể là hắn duy nhất nhường huyền thiên ma tôn đi vào khuôn khổ đồ vật. Hừ, vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ngược lại bản tôn cũng không nóng nảy. Huyền thiên ma tôn xếp bằng ở lòng bên trong, hắn bị vây hơn một vạn năm, càng không nóng nảy. Chủ nhân, thả ta ra ngoài hấp thu điểm megapixel khí đi. Ma lân tại thời gian tháp bên trong nói ra. Lão đại, nơi này tử khí cũng rất nặng, để cho ta cũng đi hấp thu điểm chết nhân khí đi. Kiêu cũng là gương mặt thèm tướng. Không được. Một hồi lại nói, cái kia lão ma đầu khó đối phó. Tây môn hạo cự tuyệt hai người thỉnh cầu, mà là nhìn về phía trên mặt đất đầu kia màu đen vòng cổ dây chuyền kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị dạng phía trên cũng không có ma khí nhưng phải hay không là rỗng ở giữa bảo vật bên trong có hay không cất giấu cái gì có khả năng khống chế người đồ vật vậy liền không được biết rồi huyền thiên ma tôn là một cái lão ma đầu khẳng định biết một chút khống chế người thủ đoạn có lẽ còn rất lợi hại nếu như phía trên này thật sự có đối phương thi triển thủ đoạn có lẽ chính mình đụng một cái liền sẽ dẫn phát ra chuyện gì đó không hay. Tiểu tử, xem ra ngươi rất cẩn thận a, à, yên tâm, Bản Tôn đã bỏ đi đi ra dự định, chỉ muốn ở chỗ này vĩnh viễn bồi tiếp phu nhân, nhanh lên đi, Bản Tôn đã hơn một vạn năm không có nhìn qua dung nhan của nàng. Huyền Thiên Ma Tôn có lẽ là đã đợi không kịp, mở miệng thúc giục. Hắn bị phong ấn rất nhiều thủ đoạn công kích, còn bị phong ấn nguyên thần, nguyên thần vô phương rời đi chiếc lồng này, vô phương nguyên thần ngoại phóng. Mà đơn dựa vào ánh mắt của mình chỉ có thể nhìn thấy quan tài kiến, cùng với bên trong vu thiền đỉnh đầu. Hừ, sống đến từng tuổi này, chút lòng kiên trì ấy đều không có sao. Tây môn hạo vung tay lên, dứt khoát đặt xuống một cái cách âm pháp trận, sau đó tiếp tục nhìn xem cái kia sợi dây chuyền. Hắn không dám đi dùng nguyên thần dò xét, càng không dám tới liều, chỉ có thể dùng con mắt xem. Lão đại, ngươi nói chúng ta chọc này phiền phức làm gì, không bằng trực tiếp rời đi. Cương thần cũng ngồi xuống thân thể, con mắt nhìn chầm chầm cái kia sợi dây chuyền, nho nhỏ oán trách một thoáng. Ngươi hiểu cái bướng đây này, chúng ta làm sao rời đi? Xuống tới dễ dàng, đi lên khó, chúng ta xem trước một chút này lão ma đầu đến cùng muốn làm gì, chọc giận hạo gia, hạo gia không ngại giết hắn. Tây môn hạo trong mắt lóe lên một đạo băng lạnh ánh sáng, hắn còn thật sự có loại muốn lộng chết cái này lão ma đầu xúc động. Ma lân ưa thích nơi này ma khí, kêu ưa thích nơi này tử khí, xem hai người dáng vẻ, cái kia huyền thiên ma tôn bản thân mới là một cái bảo tàng khổng lồ không phải đâu lão đại vạn vừa mở ra giam cầm vậy liền chơi lớn rồi thực sự không được chúng ta liền lợi dụng vu thiền thi thể rời đi như thế nào cương thần tuyệt đối là cái phái bảo thủ cùng tây môn hạo quả thực là đại tướng phản không thích nhất mạo hiểm mà tây môn hạo thích nhất liền là kích thích thích nhất liền là mạo hiểm chơi liền là nhịp tim gấp cái gì thời gian một năm đâu hạo gia trước nghiên cứu một chút sợi dây truyền này Tây Môn Hạo nói xong, mở ra luân hồi chi nhãn. Đây là cái gì mắt? Huyền Thiên Ma Tôn thấy Tây Môn Hạo mở ra luân hồi chi nhãn về sau, trong lòng không khỏi nhảy một cái, hắn phát hiện cái kia mắt rất không bình thường. Tây Môn Hạo mở ra luân hồi chi nhãn về sau, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, giống như cái kia Huyền Thiên Ma Tôn chính là muốn làm giao dịch dị dạng. Đi! Vù! Một đạo ngũ sắc quan mang đánh về phía cái kia sợi dây chuyền. Đây là... Soạt! huyền thiên ma tôn từ dưới đất đứng lên khiếp sợ nhìn xem đạo ánh sáng kia hắn cảm thấy một loại gọi là khắc chế cảm giác bành a à. theo một tiếng thê lương thét lên một mực chịu lấy hai cái sừng thú tiểu ác ma theo vòng cổ là bay lên tiểu ác ma toàn thân bốc lên khói đen tướng mạo tà ác xấu xí con mắt là màu đỏ mọc ra miệng nhỏ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy bởi vì tại tiểu ác ma trên đầu có một cái lỗ nhỏ chính là ngũ sắc thần quang đánh ra tới hừ quả nhiên có chuyện ấn ở bên trong. Sưu sưu sưu, Tây Môn Hạo Luân hồi chi nhãn lại liên tục công kích ba lần, ba đạo quang mang bắn về phía tiểu ác ma. Ken, cương thần cũng tế ra hàng ma kiếm, phía trên bốc lên quang minh lẫm liệt kim quang. A, à. ngao ô, tiểu ác ma thân thể lần nữa bị ngũ sắc quang mang đánh về sau, phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tây Môn Hạo Luân hồi chi nhãn có thể là chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái, rõ ràng cái kia tiểu ác ma là cỡ nào thống khổ bành cương thần trong tay hàng ma kiếm theo tiểu ác ma trên thân xẹt qua tiểu ác ma không thể kiên trì được nữa hỏng mất không huyền thiên ma tôn phát ra điên cùng hò hét không là bởi vì chính mình thủ đoạn bị phá bởi vì hắn phát hiện cái kia không biết xấu hổ gia hỏa vậy mà lần nữa mở ra chính mình phu nhân nắp quan tài không ngươi muội a à. lão ma đầu cùng hạo gia tính toán mưu trí khôn ngoan thật là muốn chết làm trừng phạt, hạo gia. Hắc hắc hắc, Tây Môn Hạo đứng đang quan sát bên cạnh, nhìn xem bên trong ngũ mỹ nhân, vẻ mặt lần nữa lộ ra tử nhạc tử nhạc nụ cười, thậm chí còn đem bàn tay tiến vào trong quan tài kiến. Không, ta sai rồi, đây là sự thực không gian bảo vật, đây là sự thực. Huyền Thiên Ma Tôn dơ lên tay phải của mình, trên ngón vô danh có một mai không gian giới chỉ, vậy mà cùng vu thiền cái viên kia giống như đúc, xem ra là tình lửa giới, cái này cũng có thể thật là đối phương không gian bảo vật. Hừ, quỷ mẹ nó mới tin ngươi. Tây môn hạo quay người đi tới trên mặt đất vòng cổ trước, sau đó một cước đá trở về lồng bên trong, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Huyền thiên ma tôn ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Dễ nói, đem ngươi bảo vật đều lấy ra, hạo gia chính mình chọn. Huyền thiên ma tôn trầm mặt, nói thật, hắn căn bản cũng không muốn theo tây môn hạo làm giao dịch gì chính là muốn ý nghĩ khống chế tây môn hạo hoặc là cái kia cương thần cái kia tiểu ác ma liền là một hồi thủ đoạn nếu như đối phương dám đụng tiểu ác ma liền sẽ tiến vào thân thể của đối phương đáng tiếc tây môn hạo quá không khéo càng là có một chỉ có thể áp chế ma con mắt xem ra ma tôn tiền bối là không muốn giao dịch nếu dạng này vậy liền để cho chúng ta ra ngoài đi tây môn hạo biết cái này lão ma đầu không có một chút thành ý trực tiếp đậy lại nắp quan tài, sau đó vung tay lên, liền muốn đem quan tài kiến thu vào thời gian tháp. Có thể là mẹ nó thất bại. Tây môn hạo không nghĩ tới là kết quả, chẳng lẽ trong thủy tinh quang vu thiền không có chết? Nhưng vừa rồi chính mình nhìn, xác thực đã lạnh thấu a à. tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Huyền thiên ma tôn khẩn trương nhìn xem Tây môn hạo, lập tức nhớ tới đối phương món kia có khả năng trang vật sống không gian bảo vật, trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Mẹ nó, ngươi nếu dám động bản tôn phu nhân, bản tôn nuốt sống các ngươi. Tốt, đem ngươi bảo vật đều lấy ra. Sau đó nhường hạo gia rời đi, bằng không thì hạo gia liền. Khiến cho hắn lên phu nhân ngươi. Tây môn hạo bỗng nhiên chỉ hướng cương thần. Cương thần biến sắc, thân thể liên tiếp lui về phía sau, hắn nhưng không có loại kia yêu thích. Ngươi, huyền thiên ma tôn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, tức đến run rẩy cả người, hận không thể cắn chết Tây Môn Hạo. Ngươi cái gì ngươi? Nói cho ngươi, Hạo gia là thần vực nổi danh không biết xấu hổ, vừa tối chuồng đi nhanh, nắm bảo vật đều lấy ra, bằng không thì Hạo gia nhường cái này sống hơn một vạn năm lão sử nam mở một chút ăn mặn. Tây Môn Hạo bắt lại cương thần sau cổ áo, đẩy lên quan tài kiến trước. Tử đạo hữu, theo ta diễn kịch, bằng không thì Hạo gia không tha cho ngươi. Lão đại, bần đạo nhất thế anh danh A. À. Cương thần muốn khóc, Chính mình làm sao lại cùng như thế cái đồ vật lăn lộn đây. Ta nhổ vào. Ngươi mau anh Minh. Ngươi anh Minh sớm bị tâm ma của ngươi làm hỏng. Đây là diễn kịch, cũng không phải cho ngươi thật lên vu thiền. Còn có, ép ra bảo vật đến, cho ngươi chọn mấy món. Tây môn hạo tại hắn bên tai truyền âm. Cương thần biểu lộ cùng chết cho một dạng khó chịu, nhưng rất nhanh liền tiến nhập nhân vật. Hắc hắc. Tạ ơn lão đại nhiều. Vu thiền năm đó ở thần giới có thế là có tiếng Mỹ nữ A. À? cái kia tử nhạc tử nhạc nụ cười, cái kia tà ác nhỏ biểu lộ, phản phất về tới bị tâm ma khống chế thời điểm. Leo đi lên, Tây Môn Hạo truyền âm nói, ta, ai, cương thần thở dài, sau đó bò tới quan tài kiến bên trên, cách nắp quan tài nhìn xem bên trong ngũ mỹ nhân. Họa tàu, xuống tới, lăn xuống tới, cho ngươi, đều cho ngươi. Huyền thiên ma tôn tức giận, nhìn xem cương thần bò tới quan tài kiến bên trên, cảm giác phu nhân của mình đang bị người ít 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 lấy trước bảo vật hạo gia hài lòng liền để hắn xuống tới nếu như ngươi dám ra vẻ hạo gia đem hắn nhốt vào cùng lão bà ngươi ngủ ở cùng một chỗ tây môn hạo lấy ra thần lực súng lục lấy ra một cái ghế ngồi ở phía trên nhếch lên chân bắt chéo ta ta cho ngươi chiếc nhẫn có thể hay không huyền thiên ma tôn lấy xuống trên tay không gian giới chỉ không đem đồ vật toàn bộ lấy ra ta làm sao biết ngươi có hay không tại trong giới chỉ ra vẻ tây môn hạo tuyệt đối sẽ không mắc lừa ta ta huyền thiên ma tôn hết sức lưỡng lự giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn một dạng tây môn hạo xem xét huyền thiên ma tôn dáng vẻ bỗng nhiên trong lòng hơi động thăm dò mà hỏi ngươi nha trong tay không sẽ cái gì cũng không có a à. ngươi làm sao biết huyền thiên ma tôn bỗng nhiên im miệng có thể là đã chậm hắn đấy đã bị tây môn hạo lừa dối ra tới có lẽ là bị giam quá lâu, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. thảo ngươi cái lão ma đầu, nguyên lai một mực tại lừa gạt hạo gia. Tử đạo hữu, đi vào. Tây môn hạo nghĩ tại cuối cùng kích thích một thoáng huyền thiên ma tôn, cùng này loại lão ma đầu đấu, không cần chút thủ đoạn thật đúng là không được. Hắc hắc hắc, tạ ơn lão đại nhiều. Cương thần thâm trầm cười, lè lưỡi liếm môi một cái, dạng như vậy tử nhạc tử nhạc vô cùng. Không, không muốn, ta nói là sự thật ta đồ vật đều bị phu nhân lừa gạt đi. Nàng sợ ta mượn dùng bảo vật mở ra giam cầm. Thậm chí liền thần thạch đều lừa gạt đi. Không có gì, cái gì cũng bị mất. Chỉ có chiếc nhẫn này, chỉ có chiếc nhẫn này. Huyền thiên ma tôn bỗng nhiên trở nên ngu dại dâng lên. Lấy tay sờ trong tay không gian giới chỉ. Phản phất xa vào đến trong hồi ức. Lão đại, làm sao xử lý? Không có chất béo, không bằng chúng ta đi thôi. Cương thần nhìn xem cái kia bệnh tâm thần một dạng huyền thiên ma tôn, phản phất thấy được năm đó mình bị tâm ma ăn mòn thời điểm. Đi, ngươi có nắm mắt chống cự cái kia ma khí, ta không gian này bảo vật lại không thể tự kiềm chế bay, thực sự không được. Tây môn hạo hai con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong tay thần lực súng lục chậm rãi dơ lên. Không phải đâu lão đại, ma đầu kia năm đó có thể là thần đế A. Hừ, cái kia là năm đó, bị giam cầm hơn một vạn năm, còn có thể mạnh tới đâu. Hơn nữa còn là một cái bị giam cầm khốn thú, tại sao phải sợ hắn? Tây môn hạo nói xong, dơ lên thần lực súng lục. Lão ma đầu, đã ngươi không có có đồ vật gì, cái kia giao dịch hủy bỏ đi, để cho chúng ta rời đi. Đi, ha ha ha, ha ha ha, nằm mơ, bồi tiếp bản tôn cùng một chỗ vây chết ở chỗ này đi. Ha ha ha, huyền thiên ma tôn chợt cười to dâng lên, này một hồi phẫn nộ, một hồi âm u, một hồi điên cuồng tư thế, thật đúng là để cho người ta chịu không được. Tốt, vậy chúng ta liền lưu tại nơi này, ngược lại có cái mỹ nữ làm bạn, cũng không tịch mịch, tử đạo hữu, về sau ngươi liền bồi cái này ngủ mỹ nhân chơi đùa, mặc dù chết rồi, nhưng cùng ngủ thiếp đi không có gì khác biệt, ngươi coi như thổi hơi em bé. Tây Môn Hạo hết sức không biết xấu hổ uy hiếp nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Tùy tiện, bản tôn không quan trọng. Nếu không phải nàng bản tôn cũng sẽ không bị nhốt hơn một vạn năm huyền thiên ma tôn bỗng nhiên trở nên không quan tâm dâng lên cũng không biết là thật không quan tâm còn là cố ý nói như vậy tây môn hạo ngược lại làm khó dù sao cũng là cái người chết người ta còn đưa cho mình một mai không gian giới chỉ mặc dù không biết bên trong có cái gì nhưng bảo vật khẳng định không thể thiếu mà lại vu thiền năm đó cũng là vì không cho thần giới sinh linh đồ tháng nắm nam nhân của mình đều phong ấn nếu như tới thật hắn thật đúng là không xuống tay được. thảo tử đạo hữu giết chết hắn. ầm tây môn hạo quả quyết nổ súng trực tiếp kỹ năng chủ động bạo lực xoay tròn. ai ngờ huyền thiên ma tôn căn bản không né tránh đầu người đạn đánh hướng mình giống như là đang chờ đợi tử vong một dạng. cong đạn vừa mới đến gần chiếc lồng liền giống như là đánh tới tấm sắt một dạng chiếc lồng bên ngoài vậy mà xuất hiện một tầng màu đen gợn sóng đem đạn bắn ra. ha 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 Tiểu tử, ngươi ứng nên hỏi một chút ngươi cái kia thần giới bằng hữu, vu tộc thủ đoạn. Huyền thiên ma tôn xem ra đã sớm biết phía ngoài công kích không đã thương được chính mình, đây cũng là vu thiền dùng tới bảo hộ chính mình thủ đoạn. Phúc, Tây Môn Hạo mắng một câu, nghĩ không ra vu thiền còn lưu lại một tay, chính là sợ có người tổn thương huyền thiên ma tôn. Vô lượng thiên tôn, lão đại, xem ra vu thiền là không muốn để cho người tổn thương huyền thiên ma tôn. Cương thần con hàng này tới cái mã hậu pháo tiểu tử, nếu không chúng ta làm tiếp cái giao dịch như thế nào?" Huyền Thiên Ma Tôn đắc ý nhìn xem Tây Môn Hạo, phản phất hiện tại là hắn sự điều khiển của chính mình. "Ồ, ngươi cái lão ma đầu lại muốn làm gì?" Tây Môn Hạo lại lần nữa ngồi xuống lại, tuyệt không thể nhường này lão ma đầu ảnh hưởng tâm tình của mình, để tránh lấy đối phương nói. "Hắc hắc, ngươi giúp ta mở ra giam cầm, ta thả ngươi rời đi nơi này, đồng thời giúp ngươi giết ngươi muốn giết kẻ thù, như thế nào?" Ngươi mẹ nó đầu óc có phải hay không quan choáng ván Thả ngươi ra ngoài Hạo gia sống được sao Tây môn hạo thật nghĩ gỡ ra đầu của đối phương Nhìn một chút có phải hay không bị giam choáng ván Không 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 Bản tôn có khả năng thề Huyền thiên ma tôn nắm tay phải dơ lên Chém gió Hạo gia phát thệ ngôn vô số Không biết vi phạm với bao nhiêu lần Còn nữa nói Ngươi này bà nương có thể là vu thần Nàng phong ấn ta có thể mở ra sao Bản tôn biết phương pháp nhiều năm như vậy bản tôn cũng hiểu sơ một chút phu thuật, mà lại bản tôn tại đây bên trong nghiên cứu hơn một vạn năm, đã đã tìm được mở ra biện pháp, nhưng cần phải có người tại bên ngoài giúp ta. Chỉ cần ngươi ban bản tôn rời đi nơi này, bản tôn không chỉ giúp ngươi giết người, còn có thể vì ngươi cướp đoạt đếm mãi không hết bảo vật. Huyền thiên ma tôn thanh âm tràn đầy dụ hoặc, hắn kế hoạch hơn một vạn năm, nghĩ đến vô số cái khả năng, nhưng không nghĩ tới lại gặp tây môn hạo dạng này một cái tinh cùng khỉ một dạng gia hỏa hiện tại hắn cũng chỉ có thể cược một lần cái này cho ta suy tính một chút đi tây môn hạo nói xong liền nhắm mắt lại nhìn như đang suy nghĩ kỳ thực là tại cùng thần khôi câu thông đồng thời không lưu dấu vết tế ra đế vương đồ bỏ vào trong không gian giới chỉ tử bần đạo đế vương đồ đặt vào trong không gian giới chỉ một hồi ngươi hắn hết sức vui mừng lúc trước nắm thần khôi lưu tại bên ngoài tại không có đem chính mình bước đến tuyệt lộ uy nghĩ được chưa huyền thiên ma tôn thấy tây môn hạo thật lâu không nói lời nào hơi không kiên nhẫn tây môn hạo đột nhiên mở mắt ra mở khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười tà dị hắc hắc tốt nhưng hạo gia dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đừng đề cập như vậy đồ bỏ thệ ngôn hạo gia không tin cái kia cho nên nàng phải làm làm con tin của ta nói xong chỉ hướng quan tài kiến huyền thiên ma tôn khóe mắt giật một cái bờ môi hơi hơi rung động mấy cái mà đúng lúc này một đầu màu đỏ sợi tơ đang theo cửa hang xuống tới theo chân tường tốc độ cao tới gần nơi này không được phu nhân nhất định phải bồi tiếp ta huyền thiên ma tôn đối vu thiền có thế là chân ái dù cho mình bị đối mệt nhọc hơn một vạn năm rõ ràng nói cái gì không quan tâm nhưng thật ra là cố ý không muốn để cho tây môn hạo dùng lão bà của mình uy hiếp chính mình có thể là thật nhường lão bà của mình làm con tin đó là không có khả năng nhất là thấy cái kia chết lão đạo tử nhạc tử nhạc bộ dáng, hắn càng thêm không yên lòng. Ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi sau khi ra ngoài trước hết giết ta làm sao xử lý? Tây Môn Hạo tiếp tục cải cọ, hấp dẫn Huyền Thiên Ma tôn lực chú ý. Khế ước, ngươi có hay không khế ước? Chúng ta có khả năng đánh dấu khế ước. Huyền Thiên Ma tôn vội vàng hô. Nhanh hai vạn năm, hắn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Khế ước, không có liền dùng lão bà ngươi làm con tin không được thì thôi tây môn hạo cứng cổ nói ra mẹ nó ngươi tiểu tử này làm sao không biết xấu hổ như vậy dùng một cổ thi thể uy hiếp người ngươi có phải hay không người huyền thiên ma tôn đối cái này khó chơi tây môn hạo đơn giản không có tính tình làm sao ngươi biết hạo gia không phải người hạo gia là thần ha 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 tây môn hạo cười to phách lối dâng lên cười huyền thiên ma tôn cái kia ảm đạm mặt phát xanh trên mặt ma văn càng thêm rõ ràng. Đại gia ngươi, bản tôn ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Bản tôn, huyền thiên ma tôn tức miệng mắng to, hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là, chính mình giống như một mực tại bị tiểu tử này trêu đùa. Tử đạo hữu, tại, soạt, hai người biến mất ngay tại chỗ, một cái cửu tầng thời gian thấp xuất hiện trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt hướng về cửa hang bay đi. Cái gì? Huyền thiên ma tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức phát hiện cái kia bảo tháp đang bị một đầu màu đỏ sợi tơ hướng ra phía ngoài lạp. Hoa nha nha, tiểu tử, ngươi mẹ nó dám lừa gạt bản tôn. Đi chết, đi chết, hô. Hàng loạt ma khí phóng tới cửu tầng thời gian tháp, nhưng căn bản ngăn không được. Hoa nha nha, cho ta ngăn lại nó, ngăn lại nó. Ngao ô, theo một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, từng con sông giác tiểu ác ma sông về thời gian tháp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Ông, cửu tầng thời gian tháp sáng rực lên vô số ánh vàng theo thời gian tháp bay ra như là vô số cây kim châm đâm về phía những cái kia tiểu ác ma oa 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 những cái kia tiểu ác ma thống khổ hét thảm lên có thậm chí trực tiếp sụp đổ vù thời gian tháp bị thần khôi tốc độ cao kéo ra ngoài sau đó đem phiến đá khe hở đậy chặt hết sức thần kỳ cái kia phiến đá đắp một cái bên trên ma khí không nửa bắn ra huyền thiên ma tôn cũng yên tĩnh trở lại hô cái này lão ma đầu, thật đúng là mẹ nó khó đối phó. Tây môn hạo theo trong tháp chui ra, thở vào một cái, bất quá ngay sau đó liền chạy tới đầu choán ván, thân thể cực kỳ không thoải mái. Chủ nhân, mở vòng bảo hộ. Thần khôi vội vàng nhắc nhở. Nguyên lai Tây môn hạo đang hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài, đang bị đại điện ma khí xâm nhập. Móa, quên. Tây môn hạo vội vàng mở ra thần lực vòng bảo hộ, sau đó đem cương thần phóng ra cương thần sau khi đi ra liền đánh ra ba cái hạo nhiên chính khí che đậy gắn vào ba người trên thân thần khôi đã sớm nhanh gánh không được chính mình là âm dương thuộc tính còn vô phương thời gian dài ngăn cản ma khí chủ nhân thả ta ra ngoài ma lân thanh âm lần nữa nghĩ tới tây môn hạo trong lòng hơi động vung tay lên ma lân xuất hiện ở trước mặt mọi người trống ma lân sau khi đi ra liền gầm rú một tiếng sau đó trên thân bốc lên màu đen ma diễm chủ nhân ta muốn hấp thu nơi này ma khí nói xong liền miệng rộng mở ra vẫn là thôn vệ trong đại điện ma khí hô hàng loạt ma khí bắt đầu hướng về ma lân trong miệng hội tụ khiến cho thân thể nó ma diễm càng ngày càng tràn đầy vô lượng thiên tôn lão đại huyền thiên ma tôn ma khí đối ma lân tới nói là đại bổ a cương thần có chút hâm mộ nhìn xem ma lân bởi vì hắn phát hiện ma lân tu vi đang ở tốc độ cao tăng lên thành chủ ta cũng muốn kiêu thanh âm cũng tại tây môn hạo trong đầu vang lên, nghe tây môn hạo cả người nổi da gà lên, vội vàng nắm kêu phóng ra. mẹ nó, về sau không muốn nói như vậy, thật cách ứng người, đối tảo bả tinh, nơi này chỉ là chết một cái thánh nữ, tại sao có thể có người ưa thích tử khí đâu? tây môn hạo tò mò xem kêu, nhất là đối phương cái kia kích động bộ dáng, mà lại cùng ma lân một dạng không cần mở vòng bảo hộ, rõ ràng hết sức hưởng thụ. thành chủ cái này tử khí không phải trong huyệt mộ mà là này ma khí bên trong khi là cái gì ma tôn lúc còn sống nhất định giết không ít người này khí tức bên trong tất cả đều là người chết oán khí không xong rồi ta muốn tu luyện ta muốn đột phá chủ thần kiêu nói xong khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu ma khí bên trong tử khí ai lại một cái đạt được chỗ tốt cương thần hâm mộ nhìn xem kiêu hai người này hôm nay tại đây bên trong có lẽ là lớn nhất doanh gia ha 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 đâu chỉ hai người bọn họ, đạt được chỗ tốt nhiều người. Các ngươi hai cái tại đây trông coi, ma khí không đủ, liền mở ra cái nắp, nhường phía dưới cái kia lão ma đầu phun điểm. Tây môn hạo sờ lên trên ngón tay không gian giới chỉ, trong này còn có vu thiền lưu lại bảo vật. Lão đại yên tâm, bần đạo biết làm sao bây giờ. Cương thần nhẹ gật đầu, không xem qua con ngươi luôn luôn nhịn không được liếc liếc mắt chiếc nhẫn kia. Tây môn hạo khóe mắt một nghiêng, điểm tiểu tâm tư kia sao có thể giấu giếm được chính mình. Yên tâm, một hồi mở ra, có người ưa thích liền mở miệng. Nói xong, hướng về bên ngoài đi đến. Thần khôi cùng cương thần thì là giữ vững cửa hang, đợi đại điện ma khí biến mất về sau, liền sẽ mở ra phiến đá, treo chọc một thoáng cái kia lão ma đầu. Mà ma lân cùng kêu bắt đầu điên cùng thôn vệ, này viễn cổ lão ma ma khí, đối bọn hắn tới nói quả thực là đại bổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô chủ không gian giới chỉ một viên tây môn hạo vừa vừa rời đi nấm mồ hề hề cái kia tiểu la lị liền nhảy ra ngoài nhanh 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 nhận chủ nhìn một chút có vật gì tốt hề hề giống như so tây môn hạo còn muốn lấy bộ dáng gấp gáp Cút. đồ vật gì cùng ngươi cũng không quan hệ tây môn hạo mắng người nào nói không có a thần giới không gian giới chỉ a còn là một vị vu thần mà lại ngươi đừng quên huyền thiên ma tôn có thể là nói hắn đồ vật đều ở nơi này móa ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện nói nhảm ngươi biết ta liền biết á nhanh lên đi hề hề đã đợi không kịp nha hề hề bỗng nhiên nũng nịu dâng lên tây môn hạo bỗng nhiên tà tà cười hắc hắc tiểu la lị nói vì cái gì gấp gáp như vậy ta cần muốn bảo vật a à. ân hoặc là nói cần một chút đặc thù đồ vật hề hề cũng không có dấu giếm. đồ vật gì làm gì tây môn hạo rất là tò mò hề hề từ nơi này lần hệ thống thăng cấp về sau liền trở nên không đồng dạng ừm làm sao nói cho ngươi đâu thứ mà ta cần đều là đặc thù thần vực rất ít chỉ có năm đó thần giới mới sản xuất hơn nữa còn phải đi qua chính ta tinh luyện đến mức làm gì đương nhiên là hệ thống phụ trợ lần nữa thăng cấp hề hề nói hết sức lập lờ nước đôi nhưng tây môn hạo nhất thời sờ không tới đầu não được a à, ngươi không nói hạo gia cũng không hỏi ta hiện tại liền nhận chủ, chính ngươi đi tìm đi. Tây môn hạo biết hề hề không nói, chính mình hỏi cái gì cũng vô dụng, dứt khoát bóp phá đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ sau khi thành công, hắn đầu tiên là thăm dò một thoáng, để tránh trong giới chỉ có nguy hiểm gì. Xác nhận không sai về sau, mới một sợi nguyên thần chui vào. Ta, má, Tây môn hạo nguyên thần đang nghe truyện trên TV audio CV vừa xuyên sau khi đi vào liền sợ ngây người, triệt để sợ ngây người. Không phải là bởi vì không gian giới chỉ không gian quá lớn, bởi vì nơi này không gian còn không có hắn lớn, mà là bởi vì bên trong đồ vật. Cái kia từng đóng giống như núi nhỏ thần thạch, vẫn là thần giới thần thạch, mỗi một khối đều bù đắp được thần vực 50 khối. Theo tính ra, có chừng 10 ức. 10 ức A, đổi thành thần vực cũng chính là 50 tỷ. Ngoại trừ thần thạch bên ngoài, bên cạnh còn có một cái càng thêm màu sắc sặc sỡ núi nhỏ, mặc dù không phải rất lớn, nhưng tạo thành núi nhỏ tài liệu tuyệt đối đủ kinh hỉ, thần tinh, một đống lớn thần tinh, to to nhỏ nhỏ, hắn đều chẳng muốn đếm, bởi vì này chút thần tinh, giá trị tuyệt đối so với cái kia thần thạch núi giá trị càng cao. Trừ đó ra, còn có một cặp chồng chất tài liệu, dược liệu, vũ khí, khoáng thạch các loại. Kỳ quái là vậy mà không có đan dược, có thể là bởi vì vu thiền năm đó thụ thương toàn dùng, hoặc là bởi vì bọn hắn tu luyện đã không cần đan dược, mà là sử dụng thần tinh qua nga, nhiều như vậy đồ tốt a, à. còn đều là năm đó thần giới đồ tốt. Ta thích, hết sức đột ngột, hề hề giả lập thân thể xuất hiện ở trong không gian giới chỉ, trực tiếp nhào tới cái kia từng đống tài liệu lên. Ngươi vào bằng cách nào? Tây môn hạo trong lòng hỏi, thanh âm lại tại trong không gian giới chỉ vang lên. Theo nguyên thần của ngươi đi. Hề hề vừa nói, một bên tại tài liệu trong đống chui tới chui lui, thậm chí liền những vũ khí kia đều không buông tha. Chật chật còn không sai, có hai kiện dị bảo, cầm lấy đi ban thưởng thuộc hạ của ngươi đi. Quy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tây môn hạo hỏi, này hề hề khiến cho hắn càng ngày càng không hiểu rõ. Ừm, những cái kia đủ loại mỏ hiếm, còn có nơi này một chút tài liệu ta muốn lấy hết, còn có một số viễn cổ thần thần khí, cũng có thể tinh luyện một ít gì đó. Ta cần đại lượng đặc thù tài liệu tới sửa phục ta. Hề hề nói đến đây, lại ngậm miệng lại. Tây môn hạo đều chẳng muốn hỏi, ngược lại chính mình sớm muộn cũng sẽ biết được rồi này chút này chút còn có này chút ta muốn hết ngươi chậm rãi nghiên cứu đi hề hề nói xong liền biến mất ở trong không gian cùng một chỗ biến mất còn có hàng loạt tài liệu cho nên khoáng thạch cùng với cho nên thần khí chỉ còn lại có một điểm tài liệu hai kiện dị bảo còn có một đống nhỏ dược liệu cùng với những thần thạch đó thần tinh tây môn hạo nhìn xem những hào quang này tứ sắc các bảo bối trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt liền được vòng, muốn chửi má nó, nhưng cũng không kịp. Bỗng nhiên, cái kia một đống nhỏ thần tinh biến mất một nửa, hiển nhiên là bị Hề Hề cầm đi. "Ta, ta, ta thao mô phỏng đại gia, ngươi cũng quá đen tối a. À. Thật có lỗi, Hề Hề không có đại gia. Thật có lỗi, những vật này đi qua tinh luyện còn còn thiếu rất nhiều Hề Hề cần thiết, Hề Hề về sau dùng càng nhiều." Ta. Tây Môn Hạo đột nhiên cảm giác được sau này mình tầm bảo chi lộ vô cùng u ám như vậy một đống lớn bảo vật vô giá, vậy mà chỉ có thể đề luyện ra hề hề cần thiết một bộ phận. Ta thần tinh, nắm thần tinh trả lại cho ta. Thật có lỗi, hề hề tinh luyện cần thần tinh làm phụ trợ. Nỗ lực A tiểu nhật thiên, khu di tích này là một bảo tàng khổng lồ, có lẽ hề hề thăng cấp tất cả phải nhờ nó rồi, cố gắng lên. Gia mê đê. Hề hề dắt cuốn họng tiêu một câu nhường Tây Môn Hạo trong nháy mắt giận lên, làm Tây Môn Hạo thật lâu một câu cũng nói không nên lời bất quá rất nhanh trong không gian một kiện đồ vật đưa tới chú ý của hắn là một cái màu đỏ trương gỗ trong lòng hơi động trương theo trong không gian giới chỉ bay ra rơi vào tây môn hạo trước người chẳng lẽ cái này là vu thiền nói tới vu thuật truyền thừa tây môn hạo từ từ mở ra trương bên trong là từng quyển từng quyển xưa cũ quen thuộc toàn bộ sử dụng gia thú làm duỗi tay cầm lên một bản vu thuật nhập môn mở ra về sau phía trên là đối vu thuật giới thiệu còn có rất nhiều chính mình xem không hiểu kỳ quái ký hiệu ai xem ra cái đồ chơi này thật đúng là không phải hạo gia học tây môn hạo thở dài đem thư tịch khép lại sau đó lại liên tục cầm lên mấy quyển toàn bộ là vu thuật có luyện kim thuật có trận pháp có phù văn có luyện dược các loại nhưng trân quý nhất là một bản rất dày rất lớn gia thú thư tịch đại dự ngôn thuật ngưu bức a đại dự ngôn thuật trách không được cái kia vu thiền có thế tính đến hơn một vạn năm về sau đoán chừng tiểu cơ sẽ hưng phấn chết đi. Tây môn hạo lật vài tờ, xem nói nhăn nói cuội, dứt khoát thả lại rương. Bỗng nhiên, tại rương dưới đáy có một bản thư tịch đưa tới chú ý của hắn, bởi vì quyển sách này so khác đều hết sức mới, tên sách viết, Vu Thiền Tùy Bút. Đây chính là Vu Thiền nói tới nghiên cứu của nàng tâm đắc A. Tây môn hạo không thể không bội phục cái kia Vu Thiền, vậy mà cái gì đều chuẩn bị xong. Người nào? Tây Môn Hạo vừa muốn đưa tay đi vậy cái kia bản vu thiền tùy bút, mạnh mẽ nguyên thần khiến cho hắn cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình, vội vàng khép lại trương, thu vào. Huyền Thiên Ma Tôn chi mộ. Huyền Thiên Ma Tôn vậy mà chết, vậy mà tán tại đây bên trong. Cách không được có nồng như vậy ma chi khí tức, thật sự là trời cũng giúp ta a. À. Theo một cái âm thanh kích động, một tên thân mặt hắc bào, tướng mạo âm trầm nam tử từ phía sau một cây đại thụ mặt hiện ra thân hình. Nam tử giữ lại phát ra, Khuôn mặt gầy gò lại tái nhợt, nhất là cặp mắt kia, xem xét liền là cái cực kỳ nhân vật nham hiểm. Thần vương kỳ. Viễn cổ thần. Tây môn hạo cổ tay rung lên, đế vương đồ trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Viễn cổ thần. Hắc hắc. Có khả năng nói như vậy, dù sao thần giới sụp đổ, bản thần ngủ say hơn một vạn năm. Đối với ngươi cái này tiểu bối tới nói, đúng là viễn cổ thần. Nam tử vừa nói vừa hướng tây môn hạo đi tới, nhưng ánh mắt lại chầm chầm này thần mộ lối vào trong mắt đều là vẻ tham lam. Tây môn hạo hai con ngươi hơi hít nghe đối phương ý tứ là vừa vặn tỉnh lại, nhưng trước khi ngủ say biết thần giới sụp đổ. Con ngươi đảo một vòng, cung kính thi lễ. Xin hỏi viễn cổ trước thần bối đại danh, tiền bối vì sao lại ngủ say nhiều năm như vậy, lại vì sao hiện tại tỉnh lại. Bản thân, hừ, nghe cho kỹ, nam tử kiêu ngạo ứng ngực một cái, ngang đầu, lộ ra cao ngạo vô cùng, hết sức tự hào nói ta chính là Ma vân tà thần, về phần tại sao ngủ say, thần giới sụp đổ thời điểm, bị sụp đổ uy lực chấn thương, tại đây bên trong lão tử không thể tu luyện, chỉ có thể ngủ say. Bất quá, trước đây không lâu, bị ma khí tức hấp dẫn, tỉnh lại, không nghĩ tới là ngươi mở ra Huyền Thiên Ma Tôn thần mộ. Tiểu bối, ngươi là này thần giới mảnh vỡ người bên ngoài a. Tây Môn Hạo hơi nhếch khóe môi lên một thoáng, thầm nghĩ, quả nhiên viễn cổ thần vừa tỉnh lại đầu óc đều không hảo dùng, dễ dàng như vậy liền để lộ nội tình. Không sai, bên ngoài bây giờ đã là thế giới mới, trong lúc vô tình tiến vào nơi này, lại vô ý ở giữa tìm được này tọa thần mộ, bất quá bên trong ma khí rất nặng, vãn bối không dám xuống tra xét rõ ràng. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi vô ý, lại thành toàn bản thần A, huyền thiên ma tôn mộ A, nghĩ không ra hắn đã sớm chết, bên ngoài cứ như vậy nồng khí tức, không biết bên trong có nhiều ít ma khí, đại bổ A. Ma vân tà thần hít một hơi thật sâu, gương mặt mê say. Hắn nếu gọi ma vân tà thần, khẳng định như vậy là ma tộc, cùng huyền thiên ma tôn thuộc về một chủng tộc, cho nên đối ma khí vô cùng mẫn cảm. Hắc hắc, nếu tiền bối ưa thích nơi này ma khí, vậy cái này tọa thần mộ liền đưa cho tiền bối ngài, vãn bối không còn dám xuống, cái kia ma khí nhường vãn bối vô phương chống cự. Tây môn hạo hết sức khiêm nhường cười một tiếng, đồng thời còn lách mình đến một bên ma vân tà thần liếc qua tây môn hạo một cái vừa mới đột phá chủ thần hắn thật đúng là không chút nào để ý lại thêm chính mình là thần giới lão tiền bối càng thêm xem thường tây môn hạo loại bọn tiểu bối này tiểu bối ngươi cũng tới đi bản thần sẽ dùng ma lực bảo vệ ngươi vừa vặn bản thần vừa mới tỉnh lại cần một cái biết hiện tại thế giới người coi như bản thần tùy tùng đi ma vân tà thần nói xong liền hướng về lối đi đi đến vâng tà thần tiền bối phản bối nhất định nắm ngài hầu hạ dễ chịu mãi đến hầu hạ đến ngươi chết đi tây môn hạo nhìn xem ma vân tà thần vượt qua chính mình trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý ừm ma vân tà thần tại sao nghe lời này đều không đúng vị không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái họng súng đen ngòm ầm ừ. một tiếng vang trầm một khỏa xoay tròn đạn trong nháy mắt chui vào trán của đối phương đi chết đi ngang đế vương đồ mang theo một đầu huyết long bổ xuống căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào phốc phốc sắc bén thân đao chém vào đối phương đầu đem ma vân tà thần thân thể một bổ hai bên bành thi thể trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực ma khí liền một giọt máu tươi cũng không có chảy xuống không tốt tây môn hạo giật nảy cả mình dưới chân mị ảnh dày đệm trong nháy mắt tràn đầy thần lực thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ ken một thanh bốc lên hắc khí quỷ đầu đao cắm vào tây môn hạo biến mất địa phương. Cùng lúc đó, từ trong rừng rậm xuất hiện một cái khác ma vân tà thần, hoặc là nói đây mới thật sự là ma vân tà thần. Hừ, thật sự cho rằng bản thần ngủ say vạn năm đầu óc tú đậu sao. Bất quá ngươi cái này tiểu bối, tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Không sai, đây mới thật sự là ma vân tà thần, mà vừa mới bất quá là hắn làm ra một cái thế thân thôi. Tây môn hạo đứng tại cách đó không xa, trong lòng khiếp sợ không thôi cái này là viễn cổ thần thủ đoạn sao chẳng lẽ từng cái cùng cương thần một dạng chết biến thái sao vừa rồi cái kia thế thân chính mình căn bản nhìn không ra đơn giản không chê vào đâu được liền tu vi đều như thế ha 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 huyền thiên ma tôn không nghĩ tới bản thần tỉnh lại liền thu đến như thế đại lễ thật sự là trời cũng giúp ta a à. phanh 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 tây môn hạo tại đối phương cười to thời điểm đưa tay liền là sáu thương sau đó ném ra một khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn đồng thời cùng thần khôi hạ lệnh tử bần đạo ra tới nói cho những người khác ở lại bên trong đường đi ra sáu phát đạn mang theo truy tung hiệu quả thẳng đến ma vân tà thần đồng thời cái kia viên gia cường phiên bản lựu đạn cũng bay đi hừ tiểu tiểu chủ thần thật là muốn chết ma vân tà thần khinh thường hừ lạnh một tiếng vung tay lên đánh ra một cổ ma khí đồng thời cái kia nắm quỷ đầu ma đao cũng bay trở về Ai ngờ cái kia sáu phát vậy mà tránh qua, tránh né ma khí, đổi góc tiếp tục công kích, nhưng này cái lựu đạn không có chỗ tránh né. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim quang chợt hiện, gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn, cái kia uy lực trong nháy mắt đem ma vân tà thần nuốt chửng lấy, đồng thời sáu phát cũng đánh vào trên đầu của hắn. Tử bần đạo, tới đi. Thật, thông phệ thần khôi. Tây Môn Hạo thấy thần khôi ra tới, trong nháy mắt phát động tất sát kỹ. Vù! thần khôi trong nháy mắt bị Tây Môn Hạo nuốt xuống, Tu Vi trực tiếp ào tới thần Vương Kỳ, này cũng là bọn hắn chủ thần Kỳ về sau, lần thứ nhất sử dụng tất sát kỹ. Thần Vương liền là thoải mái a, à. tử bần đạo, có thể thử một chút chu tà đi. Tây Môn Hạo cảm giác trên người mình thần lực mênh mông, cái loại cảm giác này là thật thoải mái. Đáng tiếc, thần khôi đã bị thôn vệ, vô phương trả lời vấn đề của hắn, nhưng hắn lại biết, chu tà có khả năng cưỡng ép sử dụng, bất quá tiêu hao lớn một chút thôi, nhưng đối phó với này chủng ma tộc, tru tà tuyệt đối quá sức. Ngay tại tất sát kỹ phát động sau khi thành công, bị kim quang thôn vệ ma vân tà thần cuối cùng lộ ra thân hình của hắn. Lúc này ma vân tà thần trên đầu có 6 cái động, may nhờ phản ứng nhanh, tránh qua, tránh né thần cách. Trên thân cũng là vết thương chồng chất, quần áo cũng nát, cái kia vốn là cũng có chút loạn tóc dài loạn hơn, toàn thân bốc lên nồng đậm khói đen, còn không có theo trong bạo tạc kịp phản ứng, này tà thần tiên sinh xem hạo gia đại chiêu tây môn hạo hai tay đánh lên cửu tự chân ngôn thức mở đầu cái gì thần vương kỳ người áp chế tu vi ma vân tà thần vừa rồi bị tạt đầu óc choáng ván thật đúng là không có chú ý tây môn hạo sử dụng tất sát kỹ tây môn hạo biểu lộ nghiêm hai tay đánh lên thủ quyết lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành ngang theo một tiếng to rõ long ngâm trên không xuất hiện một cái to lớn màu đỏ pháp trận, phía trên đang ở tốc độ cao chui ra một đầu huyết sắc thần long. Không chỉ như thế, này nhìn như máu tanh pháp trận cùng thần long, lại tràn ngập chính năng lượng, đơn giản quá mất không hài hòa cảm giác. Ma vân phần thiên, ma vân tà thần cảm thấy uy hiếp, trong tay quỷ đầu ma đao tốc độ cao quơ múa, trên không xuất hiện một mảng lớn màu đen ma vân, tràn ngập tà ác khí tức. Chu tà, trống, huyết sắc cự long từ không trung chui ra, lao thẳng tới ma vân tà thần. Cháy lên đi, ma vân, oanh, mảng lớn ma vân bỗng nhiên biến thành màu đen ma hỏa, toàn bộ nhào về phía tây môn hạo, đồng thời cũng chẳng huyết sắc cự long. Trống, cự long gầm lên giận dữ, xông phá ma vân, trong nháy mắt quấn ở ma vân tà thần trên thân, sau đó trực tiếp cuốn tới pháp trận bên trong. a à, không có khả năng, thế nào lại là hạo nhiên chính khí? Ma vân tà thần tại pháp trận trong phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu đau a à, hạo gia đồng dạng đau a à. tây môn hạo đồng dạng bị ma hỏa thôn phệ không chỉ có là thân thể đang bị bị bỏng ăn mòn liền liền linh hồn cũng rất khó chịu ha 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 bản tôn ma hỏa mùi vị dễ chịu đi a à, ma vân tà thần nói còn chưa dứt lời liền bị thống khổ cắt ngang dễ chịu thật mẹ nó dễ chịu tây môn hạo hòa thành từng đạo tàn ảnh tòng ma hỏa bên trong chui ra sau đó bên ngoài cơ thể phóng thích thần lực tận lực đem ma hỏa làm việc sau đó nhìn trên không pháp trận luân hồi chi nhãn trong nháy mắt mở ra một đạo thô to ngũ sắc quan mang bắn về phía pháp trận trong ma vân tà thần mở cho ta ma vân tà thần một tiếng quát lớn trên không huyết long thân thể bắt đầu phồng lên giống như là muốn nổ tung phốc phốc ngũ sắc thần quan đánh vào ma vân tà thần thân thể bởi vì không có nhắm chuẩn không có đánh trúng đầu trong chốc lát một cổ mang theo khét lẹt khói đen bốc lên hết sức hiển nhiên là luân hồi chi nhãn hiệu quả a à, mở cho ta a à. bành huyết long nổ tung pháp trận bôn hội ma vân tà thần vết thương chồng chất vọt ra quỷ đầu ma đao từ không trung đánh xuống ken tây môn hạo lần nữa tế ra đế vương đồ đồng thời nuốt dương ra mảnh đinh sử dụng tạm thời thần thông thể kim cương bất hoại thành công trong vòng 5 phút đồng hồ thân thể tuyệt đối phòng ngự có khả năng ngăn cản bất luận cái gì công kích ông theo kim quan lấp lánh tây môn hạo thân thể sẽ nhường biến thành màu vàng ha 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 thoải mái chết đi tây môn hạo bàn chân tràn vào hàng loạt thần lực thân hình trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ trên không trung lộ ra từng đạo tàn ảnh hơn nữa còn là rẽ ngoặt cuối cùng hắn xuất hiện tại ma vân tà thần sau lưng mà cái kia từng đạo tàn ảnh còn không có biến mất ngang đế vương đồ biến thành một đạo cự long bổ về phía ma vân tà thần đầu viễn cổ thần liền là viễn cổ thần mặc dù ngủ say hơn một vạn năm nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh đột nhiên quay người quỷ đầu ma đao đối tây môn hạo chặt xuống đồng thời há mồm phun ra một đạo khẩu ma hỏa hai người đồng thời thi triển sát chiêu căn bản không né tránh không phòng ngự liền xem ai thần thể mạnh tây môn hạo nhìn xem ma vân tà thần phun ra ma hỏa cùng quỷ đầu ma đao cái kia uy thế khiến cho hắn có chút hoài nghi cái kia kim cương bất hoại có thể không thể chống chọi bất quá lúc này hắn đế vương đồ cũng đến ma vân tà thần đỉnh đầu không cho phép hắn thu tay lại chết tây môn hạo cơ hồ đã dùng hết toàn lực đế vương đồ khí linh cũng chui ra khiến cho yển nguyệt đao huyết quan đại thịnh ngươi chết ma vân tà thần trong tay quỷ đầu ma đao bỗng nhiên biến lớn mang theo trùng thiên ma khí chặt tới tây môn hạo đỉnh đầu bỗng nhiên ma vân tà thần lệch ra đầu tránh thoát đầu yển nguyệt đao chém vào trên vai của hắn Hắn vốn cho rằng một kích này sẽ chỉ làm bờ vai của mình thụ thương, nhưng hắn nhưng lại không biết Tây Môn Hạo thần thể có khả năng hình dung bằng hai từ biến thái, lực lượng một mực tại đồng cấp bên trong vô địch. Phốc phốc, ma vân tà thần trái khóa trong nháy mắt biến mất, một mực nghiêng cắt xuống, toàn bộ bả vai tính cả cánh tay, mãi cho đến phần eo toàn bộ biến mất, lần này phun ra hàng loạt dòng máu màu đen, xem ra không còn là thế thân. Công, tay phải quỷ đầu ma đao chém vào Tây Môn Hạo trên đầu, phát ra tiếng sắt thép va chạm, chẳng những không có chém vào đi, còn văng lên một hồi tia lửa. Oanh! Ma hỏa cũng phun tại Tây Môn Hạo trên thân, vậy mà cũng không có công phá phòng ngự, bị thân thể kim quan nhàn nhạt cản lại. Cái gì? Ma Vân tà thần trong mắt kém chút không có rơi ra đến, vật lý công kích ngăn lại hắn còn có thể tiếp nhận, có thế là chính mình không chỗ không phá ma hỏa vậy mà cũng bị cản lại, khiến cho hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Họa tào, ngư bức, tây môn hạo đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình cái này là tuyệt đối phòng ngự đột nhiên hắn có chút hối hận hối hận sử dụng này tờ tạm thời thần thông thẻ đương nhiên hắn chủ yếu là cùng cương thần giao thủ qua biết viễn cổ thần rất lợi hại cho nên mới sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn mà rõ ràng cái này ma vân tà thần là thật rất lợi hại bả vai bị gọt sạch về sau vậy mà hóa thành một đoàn ma khí bay đến một bên chờ hiện ra thân hình về sau cái kia nữa cái bả vai lại bị ma khí bổ sung dâng lên ngay cả cánh tay đều có mặc dù không thể cùng thật so sánh nhưng hoàn toàn có thể coi như cánh tay của mình sử dụng tiểu bối bản thần thật là xem thường ngươi ma vân tà thần cuối cùng coi trọng hơn tây môn hạo nếu như không phải mới vừa chính mình phản ứng nhanh có lẽ đầu liền bị bổ ra ha 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 cái gọi là trường gian sống sau đè sống trước sống trước chết tại trên bờ cát tà thần tiền bối hiện tại đã không phải là ngươi thời đại kia. Tây môn hạo ngang trời cười to, có thể đánh viễn cổ thần hoài nghi nhân sinh, đầy đủ thổi tám đời ngư bức. Hừ, tiểu bối, đó là ngươi không biết đến ma tộc chân chính thủ đoạn. Ma vân tà thần bỗng nhiên khí tức lần nữa tăng vọt, trên người ma khí càng thêm tràn đầy dâng lên, cả người bị ma khí bao phủ, tại ma khí bên trong như ẩn như hiện. Ha ha ha, vậy liền nhường hạo gia mở mang kiến thức một chút đi. Giết, Tây môn hạo kim cương bất hoại chỉ có 5 phút đồng hồ, cho không được trì hoãn. Chỉ thấy hai tay của hắn đẩy, đánh ra một cái to lớn sinh tử luân bàn, đem người dưới chân xuất hiện một cái to lớn âm dương ngư, một nửa tản ra sinh sôi không ngừng khí, một nửa tản ra thôn phệ sinh mệnh khí tức. Ra, khen, theo một vệt kim quang, truy mệnh trong nháy mắt bay đi. Phanh phanh phanh, thần lực súng lục lần nữa đánh ra sáu phát, đi theo truy mệnh đằng sau thẳng đến ma vân tà thần. Ma gió, chém, sưu sưu sưu. Ma vân tà thần bỗng nhiên tại tại chỗ tốc độ cao xoay tròn, trong tay ma đao tại chung quanh thân thể hợp thành một cái vòng phòng ngự, như là một đoàn hắc toàn phong phóng tới tây môn hạo. Đương đương công, xoay tròn ma đao không chỉ đem truy mệnh ngăn, tính cả sáu phát cũng bị quét ra ngoài. Tây môn hạo dơ lên đế vương đồ, vừa muốn phòng ngự, bỗng nhiên đem đế vương đồ biến thành một bộ áo giáp mặt vào người, sau đó thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, phóng tới ma vân tà thần. Hừ, bản thần cũng không tin, phòng ngự của ngươi có khả năng ngăn trở ma gió chém. Chết đi, hô, ma vân tà thần xoay tròn nhanh hơn, phản phất liền là một cái có khả năng thôn vệ hết thảy to lớn gió lốc. Ha ha ha, vậy liền thử một chút đi. Tây môn hạo một đầu đâm vào trong gió lốc, sau đó ôm chặt lấy đối phương, cái trán luân hồi chi nhãn mở ra, đối ma vân tà thần đầu liền là từng đạo ngũ sắc quan mang, chính là muốn đập nát đối phương đầu đương đương công quỷ đầu ma đao điên cuồng chém ở trên người hắn lại không cách nào phá mất phòng ngự của hắn tuyệt đối phòng ngự cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự mà luân hồi chi nhãn thì là đã đem ma vân tà thần đầu đánh thủng trăm ngàn lỗ đánh ma vân tà thần tiếng kêu trên liên hồi a à, bản thần liều mạng với ngươi vù ma khí biến mất hắc toàn phong biến mất ma vân tà thần hoàn toàn biến mất ông tây môn hạo thân thể bỗng nhiên bốc lên một tầng khói đen hai mắt cũng trong nháy mắt biến thành đen. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay không phải ngươi chết, liền là bản thân ngã xuống. Thân thể của hắn bỗng nhiên vang lên một hồi cười to. Mà Tây Môn Hạo bên trong, lúc này thần tâm đã hoàn toàn chui vào thức hải, trong thức hải của mình, một cái đầu lâu rách mướp, thậm chí thần cách đều lộ ra ngoài ma tộc ở bên trong, đang nhìn xem chính mình thần cách điên cuồng cười to. Này đặc biệt cái gì công kích? Tây Môn Hạo thanh âm tại thức hải vang lên, Tràn đầy khiếp sợ, mà lúc này hắn thần cách ngoại trừ màu đỏ như máu bên ngoài, mỗi một mặt còn có một cái âm dương ngư tại chuyển động, chính là cùng thần khôi hợp thể hiệu quả. Hắc hắc, đây là bản thần tuyệt kỹ, có thể dùng bản thể giết nguyên thần của ngươi, đi chết đi. Ma vân tà thần lần nữa hóa thành một đoàn ma vân, tốc độ cao phóng tới Tây Môn Hạo thần cách. Tây Môn Hạo trong lòng lo lắng, nếu là nguyên thần đều nguyên thần hắn không sợ nhưng là bây giờ dùng nguyên thần của mình cùng đối phương bản thể đấu, đó không phải là kéo sao. Làm sao bây giờ? Nhất định phải nắm đối phương bước ra đi. Dù cho nguyên thần của mình cùng thần khôi hợp thể, cũng chơi không lại một cái cầm lấy vũ khí bản thể A. Mà đúng lúc này, một thanh âm tại bên ngoài vang lên. Không tốt, lão đại bị ma phụ thể, khu ma thần phù, cách sơn đánh ma, ra tới. Ba, Tây Môn Hạo chỉ cảm thấy tráng bị người vỗ một cái, sau đó một vệt kim quang chui vào chui vào thức hải của mình, thẳng đến ma vân tà thần. Cái gì? Khu ma thần phù, lăng thiên cung đệ tử. Ma vân tà thần giật nảy cả mình, ngay sau đó kim quang đánh vào trên người hắn. Oanh! Chỉ thấy kim quang trực tiếp đem ma vân tà thần đẩy ra tây môn hạo thức hải, tây môn hạo hai mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. Vô lượng thiên tôn, bần đạo tưởng rằng người nào, nguyên lai là ngươi đầu này tiểu ma. Cương thần rõ ràng nhận biết ma vân tà thần, mặc dù đối phương đầu bị đánh hoàn toàn thay đổi nhưng cương thần vẫn là nhận ra ma vân tà thần tần tần nện xuống đất chờ nhìn lại cái kia công kích mình người về sau trên người ma khí bỗng nhiên trở nên bạo loạn dâng lên Mẹ nó ngươi 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 là cương thi đạo trưởng ngươi không là chết sao trời ạ à, tại sao là ngươi ma đầu kia bản thần không đùa ma đầu hô ma đầu rõ ràng cương thần năm đó tiếng xấu có bao lớn ma vân tà thần kinh hô một tiếng liền chạy Cương thi đạo trưởng hắn gặp qua, nhưng lúc đó cương thi đạo trưởng đã danh chấn thần giới, mà chính mình đó là mới bất quá là cái tiểu ma đầu, thậm chí kém chút bị giết nhau chết. Bất quá cương thi đạo trưởng khi đó là cái đại ác nhân, chính mình lại là cái ma đầu, cho nên đối phương nắm chính mình xem thành đồng loại, buông tha. Cái gì? Tây Môn Hạo xem có chút mộng bức, một cái thần vương bị chủ thần hù chạy, xem ra này cương thần năm đó là thật ngưu bức a. Bất quá Ma vân tà thần chạy không có mấy bước liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, cương thần chỉ có chủ thần kỳ. Ngươi, tu vi của ngươi, không không không, Ký tức của ngươi cũng không đúng, ngươi không phải cương thi đạo trưởng. Ma vân tà thần cuối cùng phản ứng lại, đồng thời cảnh giác dẫn theo quỷ đầu ma đao. Vô lượng thiên tôn, bần đạo, phát âm nhi nã hầu. Tây môn hạo mới lười nhắc nghe hai người ôn chuyện, một khỏa gia cường phiên bản mê muội đạn ném ra ngoài. Bành, còn tại nghiên cứu cương thần thật giả ma vân tà thần trong nháy mắt bị tạc mộng bức lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành chu tà ngang tây môn hạo lần nữa đánh ra cửu tự chân ngôn một đầu huyết long xông về ma vân tà thần bất quá lần này không phải cuốn mà là long đầu mở ra miệng rộng tiến hành thôn phệ cái gì không ma vân tà thần theo mộng bức bên trong phản ứng lại nhưng cũng bị cự long cho triệt để thôn phệ trong nháy mắt, huyết sắc cự long trên thân bốc lên vô cùng vô tận khói đen, bên trong còn có ma vân tà thần tiếng kêu thảm thiết. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết yếu xuống dưới, ma khí cũng dần dần biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ, tuôn ra thần cấp hồng bao một cái, thỉnh trong vòng một phút điểm lấy, một phút đồng hồ sau hồng bao biến mất. Ngang, huyết long tại giết chết ma vân tà thần về sau, liền xuyên trở về pháp trận, sau đó pháp trận biến mất, một viên màu đen thần cách tung bay trên không trung, phía trên còn mang theo một cái đỏ rực hồng bao. Cương thần cái kia hàng cái kia bóp lấy pháp chỉ, phất trần còn khoát lên trên cánh tay, còn chưa kịp phản ứng đây. Tây môn hạo thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, đưa tay điểm vào hồng bao lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát động tiên giới hồng bao quảng trường. Ký chủ đem cùng một đám thần tiên cướp đoạt chúng tiên vung xuống hồng bao. Chú thích, ký chủ cũng có thể phát ra một cái hồng bao làm chuyển động cùng nhau ốc đặt tây môn hạo một mặt viết kép dấu chấm hỏi ngay sau đó liền đến giả lập giới diện giới diện hiện lên hình chữ nhật đỏ tươi giới diện trung tâm viết một cái to lớn màu vàng phát chữ đinh bởi vì ký chủ lần thứ nhất sờ phát hồng bao quảng trường có cái gì không hiểu có khả năng trưng cầu ý kiến đây là cái gì quỷ tây môn hạo tốc độ cao hỏi hồi ký chủ đây là hệ thống thăng cấp sau mới tăng công năng tiên giới các vị thần tiên sẽ vung xuống một chút hồng bao lẫn nhau cướp đoạt ký chủ cũng tham dự ở trong đó có thể lựa chọn phát hồng bao hoặc là không phát đặc biệt nhắc nhở hồng bao số lượng có hạn chậm tay có thế không giành được nha tây môn hạo im lặng mình đã kết thúc độc thân rất nhiều năm không biết tốc độ tay còn có hay không bảo trì trước kia tốc độ xin hỏi ký chủ còn có cái gì muốn hỏi sao có ta làm sao phát hồng bao Nghĩ đến ngươi muốn gửi đi vật phẩm, hệ thống sẽ giúp ngươi dùng hồng bao tình thế phát đưa ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có được vật này phẩm. Xin hỏi ký chủ, còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái hệ thống này không phải hề hề, mà là hề hề làm ra, liền là thường xuyên nhắc nhở chính mình cái kia điện tử hợp thành âm. Ừm, không có. Tốt, thỉnh ký chủ chuẩn bị chính mình hồng bao đi, 5 giây về sau đêm sẽ xuất hiện hồng bao mưa. Bỗng nhiên, Giới diện bên trong xuất hiện đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, xoạt. Giới diện bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng cái hồng bao như mưa rơi, tại giới diện phía dưới còn có từng hàng nhấp nhô con số. Hệ thống, Thái thượng lão quân gửi đi một cái hồng bao. Hệ thống, Vương mẫu nương nương gửi đi một cái hồng bao. Hệ thống, giao trì thánh mẫu gửi đi một cái hồng bao. Hệ thống, Hằng Nga tiên tử. Hệ thống, ngươi gửi đi một cái hồng bao tây môn hạo vừa nhìn thấy đầy màn hình hồng bao con mắt lập tức tỏa ánh sáng bất quá ngay sau đó thấy xuất hiện từng cái hồng bao trở nên ảm đạm đi lập tức liền tức giận ngầm hạ đi cho thấy hồng bao bị người mở ra không chút nghĩ ngợi đưa tay điểm hướng về phía một cái không có mở ra hồng bao đáng tiếc vẫn là chậm một bước đinh hồng bao đã bị độc thân cẩu hao thiên quyển mở ra thảo Ngươi cái chó chết đại gia chờ sau này gặp mặt tây môn hạo mắng một câu sau đó vội vàng lại điểm vào một cái hồng bao lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cướp được trấn nguyên đại tiên hồng bao, thu hoạch được quả nhân sâm một cái. Sau khi phục dụng, có thế gia tăng hàng loạt tu vi. Quả nhân sâm, trấn nguyên đại tiên chi bảo, ẩn chứa hàng loạt năng lượng, sau khi phục dụng, có thế căn cứ tu vi cao thấp gia tăng khác biệt tu vi. Đinh, người hồng bao đã bị hao thiên quyển cướp được, mất đi thần thạch một khối. Chú thích, hao thiên quyển đang đang thăm hỏi người nhà của ngươi. Tây Môn Hạo im lặng, thật sự là hiện thế báo A. À. Chính mình vừa mắng cái kia chó chết, cái kia chó chết liền ân cần thăm hỏi chính mình. Đinh, hồng bao cấp cho hoàng tất, lần này vận khí vương, hao thiên quyển, hồng bao số lượng 5 cái. Ách, Tây Môn Hạo lại không còn gì để nói, nhìn màn ảnh xuất hiện một khỏa đầu chó, phía dưới còn viết, vận khí vương, hao thiên quyển, hồng bao số lượng 5. Hệ thống này là càng lúc càng biết chơi, không, có thể nói là liền các lộ thần tiên đều đi theo chơi, liền ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương đều cùng theo một lúc chơi. Bất quá, đợi thế giới trên mặt đầu chó về sau, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chính mình này là lần đầu tiên, cuốn quyết bên trong chỉ cướp được một cái, nếu như cho mình chuẩn bị đầy đủ, làm một cái hồng bao nhỏ đặt người mà nói, tốc độ tay không nên chậm như vậy. Hắc hắc hắc, chờ mong lần sau hồng bao quảng trường, các lộ thần tiên hồng bao A, không biết đều có bảo vật gì tây môn hạo trước mắt bỗng nhiên lóe lên từng cái hồng bao ngay sau đó hồng bao biến thành từng kiện từng kiện kim quang lóng lánh tiên giới bảo bối lão đại lão đại lão đại a à, má, hô lớn tiếng như vậy làm gì tây môn hạo theo y y bên trong thanh tỉnh lại lão đại ngươi làm gì vậy cười như vậy tử nhạc tử nhạc cương thần quan sát tỉ mỉ lấy tây môn hạo vừa mới đối phương cười quá không đành lòng nhìn thẳng hắc hắc nghĩ kỹ sự tình đâu Tây môn hạo liếm môi một cái, sau đó phất tay đem ma vân tà thần thần cách thu vào. Ma tộc thần cách, thần vương kỳ, đoán chừng ma lân sẽ rất ưa thích. Bỗng nhiên, theo trong thông đạo truyền ra một tiếng khoan khoái gầm rú, đồng thời khống chế còn xuất hiện một đóa bốc lửa ánh sáng ma vân. Đinh, chúc mừng ký chủ, ma lân thăng đến chủ thần kỳ. Ha ha ha, cốt ma lân, tây môn hạo cười ha hả, chuyến này di tích là thật không có uổng phí đến, mà lại mới mấy ngày liền có như thế lớn thu hoạch. Lão đại, chú ý, có động tĩnh. Cương thần bỗng nhiên nhìn xem chỗ rừng sâu nói ra. Tây môn hạo liếu lo ngưng cười âm thanh, chính mình tất sát kỹ còn có nửa cái tới giờ, hắn không sợ có kẻ địch tới, huống chi còn có một cái vừa mới đột phá chủ thần kỳ ma lân. Hống hống hống, theo từng tiếng gầm thét, năm cái hình thể to lớn yêu thú nghiền ép lấy cây cối vọt ra. Tây môn hạo thấy cái kia năm con yêu thú về sau, biểu lộ bỗng nhiên trở nên phong phú bởi vì này năm con yêu thú nhìn qua rất quen thuộc không là phi thường quen thuộc bọn hắn hình thể to lớn phần lưng cùng trên đầu đều dài hơn lấy kiếm áo giáp trên người lân phiến cũng bốc lên thanh sắc quang mang nhìn qua hết sức cứng rắn kiếm long cấp 8 yêu thú đây là tây môn hạo thấy yêu thú tướng mạo rất giống địa cầu khủng long thời kỳ kiếm long đương nhiên sau kiếm long lợi hại hơn nhiều cái kia phần lưng cùng trên đầu răng kiếm liền là vũ khí, cái kia cái như là to bằng chậu rửa mặt lên phiến liền là tốt nhất đồ phòng ngự. Bối kiếm thú, nghĩ không ra có thể gặp được đến này loại yêu thú, nhất định là vừa rồi động tĩnh hấp dẫn chúng nó. Cương thần lần nữa đem hàng ma kiếm tế ra tới, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trống, lão đại, ta đến rồi. Ma lân tại bản thể trạng thái liền vọt ra, theo trên người ma diễm sôi trào, hình thể của nó cũng trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Ha ha ha, rất lâu không cùng Ma Lân cùng một chỗ sống vai chiến đấu. Này chút cấp 8 yêu thú vừa vặn có khả năng luyện tập. Tây Môn Hạo đang lo tất sát kỹ lãng phí đâu, vừa vặn tới đưa đồ ăn. Đồng thời cũng đúng lúc thử một chút Ma Lân thực lực, cấp 8 yêu thú vừa vặn có khả năng luyện tập. Bành, Ma Lân nhảy tới Tây Môn Hạo trước người, cái kia trùng thiên ma diễm nhường cương thần vội vàng trốn đến một bên, chỉ có Tây Môn Hạo cái chủ nhân này không có có chịu ảnh hưởng. Tử đạo hữu ma lân, giết, kêu bên kia có thần binh hộ pháp. Tây môn hạo trong tay yển nguyệt đao bỗng nhiên biến lớn, biến thành 40 mét đại đao, trong nháy mắt huyết quan trùng thiên. Đồng thời hai mắt lóe lên hai cái âm dương ngư, lại lần nữa đánh ra sinh tử chuyển luân. Sinh chi đạo cùng tử chi đạo tách ra, phân biệt tại ba người cùng năm con yêu thú dưới chân. Giết, tây môn hạo trước tiên liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn, mượn nhờ mị ảnh dày đệm, liền giống như quỷ mị lơ lửng không cố định trống. Nhìn ta vô thượng ma diễm. Ma lân trên người ma diễm phóng lên tận trời, chung quanh cây cối đã thảm thực vật đều bị thiêu thành tro tàn. Cương thần cũng là cầm trong tay biến lớn hàng ma kiếm, cả người hóa thành một cái to lớn màu vàng trùng sáng phóng tới những tám đó cấp yêu thú. Tây môn hạo tạm thời một đối ba, ma lân cùng cương thần một đối một, hỗn chiến trong nháy mắt bùng nổ. Năm cái hình thể to lớn bối kiếm thú liền như là năm tòa khổng lồ chiến xa, những nơi đi qua cho nên cây cối toàn bộ bị đụng bay. Tây Môn Hạo hiện tại có thể là thần vương kỳ, tăng thêm sinh tử chuyển luân phụ trợ, sức chiến đấu so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên thần lúc hắn liền giết chết qua cấp 8 nếu là, cùng huống chi hiện tại thần vương kỳ. Mà lại này chút bối kiếm thú chẳng qua là lực lượng cùng phòng ngự mạnh, tốc độ chậm so sánh, thậm chí tốc độ công kích cũng rất chậm, thủ đoạn công kích cũng rất đơn giản một, ngoại trừ lợi dụng phần lưng cùng đầu răng kiếm công kích bên ngoài, cũng chỉ là dùng cái đuôi của mình cùng thân thể va chạm. Trống, một đầu bối kiếm thú thân thể đột nhiên lắc một cái, to lớn cái đuôi quất hướng Tây Môn Hạo. Hừ, Tây Môn Hạo con ngươi phát lạnh, yển nguyệt đao một đao chém vào bối kiếm thú cái đuôi lên. 40 mét yển nguyệt đao, đầu đao liền có hơn 10 mét, này một đao trực tiếp dây mất cái đuôi. Sau đó thân hình lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền đến bối kiếm thú đằng trước đối đầu chặt xuống. To lớn đầu bay ra ngoài, một bầu nhiệt huyết như là suối phun phun ra. Đáng tiếc, yêu thú tỷ lệ rơi đồ quá thấp, này một đao làm không công, bất quá này bối kiếm thú toàn thân là bảo, nhất là cái kia to bằng chậu rửa mặt lân phiến cùng răng kiếm, dĩ nhiên còn có yêu hạch. Ha ha ha, các ngươi hai cái không được a. À. Tây môn hạo hoàn thành thủ sát, phát hiện ma lân cùng cương thần còn tại riêng phần mình chiến đấu, không có thu hoạch đầu người, lớn tiếng trào cười rộ lên đồng thời thân thể lần nữa hóa thành mị ảnh, dơ yển nguyệt đao xông về một cái khác bối kiếm thú. Vô lượng thiên tôn, lại bị rất khinh bỉ. Chết đi! Cương thần nổi giận, hắn tốt xấu một cái viễn cổ thần, bị Tây Môn Hạo bị thương lòng tự trọng. Ken! Trong tay cự kiếm trong nháy mắt bay ra, mang theo vạn trượng kim quang đánh xuống. Trống! Cái kia bối kiếm thú ngốc lên đầu, kéo ra miệng rộng mong muốn cắn hàng ma kiếm. Xoạt! Hàng ma kiếm sắc bén làm sao lại bị một con yêu thú ngậm lấy, trực tiếp theo miệng đánh xuống, đem bối kiếm thú đầu chém thành hai bên. "Trống, thôn phệ đi." Ma Lân cũng nổi giận, miệng khoa trương kéo ra, dùng sức một thoáng, to lớn bối kiếm thú bay lên, mặc kệ làm sao giải dụa đều không tránh thoát cái kia cổ to lớn hấp lực. Không chỉ như thế, Ma Lân trên thân còn bay ra một cổ đen kịch bùng cháy ma diễm, trong nháy mắt đem bối kiếm thú thôn phệ. Ngao ô!" Bối kiếm thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng rất nhanh liền bị ma lân nuốt vào, sau đó biến thành ma lân năng lượng. A. Ma lân đánh cái thật dài ở một cái, hiển nhiên là ăn quá no. Hống hống hống. Còn lại hai cái bối kiếm thú bỗng nhiên trống giận, nhất là cái kia đang bị Tây Môn Hạo công kích, trên người răng kiếm sáng rực lên, kịch liệt lay động. Lão đại cẩn thận, phòng ngự. Cương thần hiểu rõ bối kiếm thú, lớn tiếng nhắc nhở. Tây Môn Hạo vừa muốn đánh xuống yển nguyệt đao trong nháy mắt hóa thành một mặt tấm trắng, đồng thời tại tấm trắng đằng sau hai tay vung lên, bay ra ngoài truy mệnh trong nháy mắt hóa thành hơn 20 nắm, hợp thành kiếm trận công kích ra ngoài. Sưu sưu sưu. cái kia bối kiếm thú răng kiếm trong nháy mắt toàn bộ bay ra, như là từng thanh từng thanh phi kiếm bay về phía Tây Môn Hạo. Đồng thời, một cái khác bối kiếm thú trên người răng kiếm cũng bay ra ngoài, mục tiêu là cương thần cùng ma lân. Đương 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 từng cái răng kiếm đánh vào trên tấm trắng, chấn động đến tay môn hạo liên tiếp lui về phía sau, bất quá cái kia hơn 20 nắm truy mệnh cũng làm cho bối kiếm thú trên thân che kín vết thương. Lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành, thiên lôi cúc cúc, quanh tạch, trên không bỗng nhiên đánh xuống hàng loạt màu đỏ lôi điện, toàn bộ mời đến tại cái kia bối kiếm thú trên thân. Ngao ô, bối kiếm thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt trung rẩy lên, hàng loạt màu đỏ lôi điện như cùng một cái đầu con rắn nhỏ ở trên người lan tràn. Kết thúc, Tây Môn Hạo đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, liền tấm trắng đều không có cầm, xuất hiện lúc đã đến bối kiếm thú trước mặt. Chết, luân hồi chi nhãn mở ra. Vù, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một đạo ngũ sắc quan mang theo bối kiếm thú cái tráng đánh vào, vậy mà quán xuyên toàn bộ thân thể, từ sau đình bay ra. Không chỉ như thế, đồng thời bay ra còn có một quả lớn chừng quả đấm màu xanh yêu hạch, thậm chí ngay cả yêu hạch đều bị đánh ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia mất đi răng kiếm bối kiếm thú trong nháy mắt ở ra rắm. Đinh, chúc mừng ký chủ, tuôn ra thần cấp hồng bao một cái, thỉnh trong vòng một phút điểm lấy, một phút đồng hồ sau hồng bao biến mất, một cái hồng bao quét mới tại bối kiếm thú cái tráng. Cùng lúc đó, cuối cùng một đầu cũng bị cương thần cùng ma lân đồng thời chém hạ đầu lâu, bởi vì yêu thú tỷ lệ rơi đồ quá thấp, Tây Môn Hạo cũng không có để bọn hắn cho mình lưu đầu người. Ma Lân, những thi thể này giao cho ngươi, tài liệu lưu lại. Tây Môn Hạo nói xong, điểm vào hồng bao lên. Vâng, chủ nhân. Ma Lân nói xong, há miệng, trước tiên đem cái thứ nhất thôn vệ bối kiếm thú không khỏe trong người tiêu hóa tài liệu phun ra. Tỷ như lân phiến, răng kiếm, thậm chí còn có hai cái to lớn răng nanh, đây cũng là Ma Lân bản sự. Đinh, Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bác phẩm thần đang 10 viên. Cửu tầng thời gian tháp tầng thứ 6 mảnh vỡ một khối, đã tồn vào không gian giới chỉ. Ai yêu, còn không tệ lắm. Tây môn hạo vẽ mặt trong bụng nở hoa, 6 tầng nếu là mảnh vỡ ba khối, lại có ba khối liền có thể mở ra tầng thứ 6. Các ngươi hai cái thu thập chiến trường, sau đó làm kiêu hộ pháp. Nói xong, tế ra cửu tầng thời gian tháp, sau đó chui vào, đi tầng thứ tư. Mới vừa tiến vào thời gian tháp, thần khôi liền chui ra, một cổ cảm giác suy yếu tuôn hướng trong lòng, tất sát kỹ tác dụng phụ tới. Ngươi đi tầng thứ năm tu luyện đi. Tây môn hạo mệt mỏi vung tay lên, thần khôi đi tầng thứ năm. Hô, cuối cùng có khả năng bắt đầu ăn. Thở vào một cái, sau đó tựa vào bên tường, lấy ra một cái như là hài nhi màu xanh lá trái cây, chính là quả nhân sâm. Quả nhân sâm, gặp qua chưa ăn qua, vẫn là tại trên tivi gặp qua. Mà Tây du ký bên trong, này quả nhân sâm là gia tăng thọ nguyên, có thể là đến này nơi này lại gia tăng tu vi, cũng không biết có khả năng tăng thêm bao nhiêu. Quả nhân sâm so trên tivi muốn đại, đại khái hơn phân nửa thước cao như vậy, toàn thân xanh biếc, tản ra trận trận hào quang cùng mùi thơm mê người. Tây môn hảo kéo lấy quả nhân sâm, nhìn xem cái kia như ngọc điêu khắc tiểu oa nhi, nói chuyện thật là có điểm không thể đi xuống miệng, trách không được đường tăng lúc ấy sẽ bị dọa thành như thế. Răng rắc, Tây môn hạo cuối cùng hạ miệng, đối cái đầu liền là một ngụm, cảm giác cùng tuyết liên quả rất giống, mát mẻ lại dứt khoát. Cửa vào không phải rất ngọt, nhưng rất thơm, hương khiến cho hắn không cách nào hình dung, so chỗ, tử hương khí còn muốn mê người. Tây môn hạo nhắm mắt lại dư vị một phen, sau đó tốc độ cao nhai mấy lần, nuốt xuống. Tại quả nhân xâm vào trong bụng về sau, trong cơ thể thần lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn nhỏ, bị đặt sau thần đan, Thần tinh chờ phụ trợ tu luyện đồ vật mạnh không biết bao nhiêu, mà lại không cần ngồi xuống, là trong nháy mắt tăng lên, tự động chuyển đổi thành thần lực, cảm giác hết sức rõ ràng. Ngưu bức. Ha ha ha, ngưu bức a. À. Tây Môn Hạo ngang trời cười to, đối với hắn cái này lười người mà nói, không có so loại cảm giác này thoải mái, phản phất về tới năm đó nuốt nguyên khí đang một dạng, khiến cho hắn rất là hoài niệm. Thế là, cái này ăn hàng thuần thục liền đem một quả quả nhân sâm nuốt vào tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nếu như dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện để tính, bù đắp được dùng thất phẩm thần đang tu luyện 100 năm hiệu quả. Trăm năm A. À, đối với những người khác tới nói trăm năm không tính là gì, nhưng đối với hắn cái này tu luyện yêu nghiệt tới nói, trăm năm có khả năng tăng lên bao nhiêu con có hắn tự mình biết. Trăm năm. Dựa theo cửu tầng thời gian tháp cấp 5 lần gia tốc để tính, cũng thì tương đương với thế giới bên ngoài 20 năm. Hắn có lòng tin. Nếu như cho mình lại đến 2 3 cái, chính mình có lẽ có đột phá thần vương kỳ hy vọng. Nếu như là 4 quả, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt đột phá thần vương kỳ. Đương nhiên, lý tưởng hết sức đầy đặn, hiện thực tựa như là khô lâu, có thể có được một quả, hắn đã hết sức thỏa mãn. Hắc hắc, lợi hại, hệ thống này thăng cấp sau liền là lợi hại a. Tây Môn Hạo trong đầu hiện lên những cái kia phát hồng bao các thần tiên, não bổ nổi lên đủ loại mỹ diệu hình ảnh bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Bên ngoài, cương thần cùng ma lân đang đánh quét chiến trường, nói là quét dọn, không bằng nói là những bối kiếm thú đó thi thể bị ma lân thôn phệ, sau đó phun ra một đống tài liệu. Những tài liệu này giao cho cơ vô bệnh, đoán chừng đối phương sẽ thật cao hứng. Bất quá ma lân cũng không dám tại hoàn toàn tiêu hóa, thậm chí liền yêu hạch đều phun ra, sợ chính mình ăn quá no. Quét dọn xong chiến trường về sau, hai người liền tại cửa hang làm kiêu hộ pháp, chờ lấy đối phương đột phá chủ thần. Sau 5 ngày, kêu cuối cùng mượn nhờ bên trong tử khí đột phá chủ thần. Phía dưới huyền thiên ma tôn đã đoán được Tây Môn Hạo đám người ý nghĩ, sau này căn bản mặc kệ không hỏi, không nửa phóng thích ma khí. Nhưng kêu cùng ma lân đã được đến chỗ tốt cực lớn, trước tiên vu hỏa lân cùng địa long đột phá chủ thần. Quy, lão ma đầu, hạo gia muốn đi a à. chính ngươi ở phía dưới trông coi lão bà chưa đi. Tây Môn Hạo mở ra phiến đá, ngồi xổm ở cửa hang đối phía dưới hô. Hừ, tiểu tử, cút nhanh lên, bản tôn sẽ không lại bên trên ngươi làm. Huyền thiên ma tôn ở phía dưới lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, vãn bối cái này lăng, bất quá vì không cho ngươi tiếp tục hại người, hạo gia quyết định đem nơi này triệt để phong ấn. Tây môn hạo cũng không muốn có người đem cái này lão ma đầu thả ra, nếu quả như thật thả ra, cái này lão ma đầu cái thứ nhất muốn tìm chính là mình. Tiểu tử, bản tôn ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Huyền thiên ma tôn tức miệng mắng to, cái này tiểu bối quá mẹ nó âm hiểm. Hắc hắc, ngươi chậm rãi ân cần thăm hỏi đi. Bái bai, bành, tây môn hạo lần nữa đem phiến đá che lại, sau đó nhường cương thần cùng thần khôi đồng thời bày ra phong ấn. Nhất là cương thần, con hàng này năm đó đều có thể lợi dụng phù lục nắm chính mình phong ấn, khiến mọi người tìm không thấy, huống chi phong ấn người khác. Phong ấn tốt cửa hang về sau, bọn hắn có thừa dùng bố trí nắm phía trên tòa đại điện này bố trí thành bị người trộm qua dáng vẽ, sau đó liền rời đi mộ huyệt ra mộ huyệt về sau đem huyền thiên ma tôn mộ bia lấy đi sau đó đem sườn núi hủy đi biến thành một trận đại chiến sau hiệu quả kỳ thật cũng không cần tận lực đi bố trí bên này đã trải qua hai trận đại chiến chung quanh đã bị hủy diệt cảnh hoàn toàn khắp nơi căn bản cũng không cần bố trí làm xong tất cả những thứ này về sau đoàn người liền rời đi vùng này tiếp tục hướng bên trong xuất phát, tiếp tục bọn hắn tầm bảo chi lộ. Nguyệt tỷ nhanh nhanh nhanh, bỏ mặt lôi, sưu sưu. Nguyệt hân đối hai con yêu thú liền ném ra hai khỏa thần cấp cao bạo lựu đạn. ầm ầm theo kim quan chợt hiện, hai con yêu thú bị tạc bay lên. Quấn quanh, hoa tiên tử một hồi trong tay hoa năm màu pháp trượng, từng sợi mọc đầy hoa tư dây leo bay ra, đem hai con yêu thú quấn quanh. Xoạc. Nguyệt hân vô thanh vô tức biến mất, hóa thành một đạo bóng xám theo hai con yêu thú đột nhiên nơi cổ bay qua, đợi bóng xám rơi xuống đất, hai khỏa yêu thú đầu rớt xuống. a à, lại giết hai cái. Hoa tiên tử một hồi pháp trượng, đi theo mạnh mẽ chuyên công kích cùng một chỗ chiến đấu, đơn giản không nên quá thoải mái. Ha ha, này phải may mắn mà có tây môn hạo tên kia lựu đạn, thật không hiểu rõ cái đồ chơi này là cái gì làm. Nguyệt Hân nụ cười trên mặt nhiều rất nhiều, có lẽ là hai nữ nhân tại cùng một chỗ nguyên nhân đi tên kia a à, trong tay rất nhiều vật ly kỳ cổ quái cũng không biết ở đâu ra nguyệt tỷ phân giải yêu thú nắm, này thần giới yêu thú tài liệu tại thần vực hết sức dễ bán hoa tiên tử lấy ra một thanh đoạn đao ngồi xổm ở một con yêu thú trước thi thể liền bắt đầu phân giải nếu như một màn này bị người khác thấy không biết có thể hay không hoài nghi nhân sinh toàn dân nữ thần thành nữ đồ tể nguyệt hân cũng không nhàn rỗi một bên phân giải yêu thú còn vừa không vương bác quẻ một thoáng tiên tử muội muội ngươi ưa thích tây môn hạo sao phốc phốc hoa tiên tử trong tay đoạn đao chém sai lệch văng lên một cổ máu tươi có mấy giọt còn ở tại trên mặt của nàng nguyệt tỷ có thể hay không không đề hắn nói xong quay đầu đi tiếp tục phân giải nguyệt hân nhìn thật sâu hoa tiên tử liếc mắt trong con ngươi lóe lên mỉm cười bỗng nhiên động tác của nàng một chầu buông tay lấy ra một khỏa truyền âm bóng chính là nàng đưa cho tây môn hạo cái chủng loại kia truyền âm bóng có thể tại đây loại trong di tích thông tin đặc thù bảo vật. Quy, tiểu nguyệt nguyệt, còn sống không? Tây môn hạo cà lơ phất phơ thanh âm vang lên, nhưng nguyệt hân hận không thể đem truyền âm bóng ném ra bên ngoài. Mà một bên hoa tiên tử cũng ngừng động tác trong tay, theo bản năng dựng lên lỗ tai. Nguyệt hân khóe mắt lắc một cái, lạnh như băng nói. Ngươi chết ta cũng không chết được, có chuyện gì sao? Rất nhanh, truyền âm bóng lần nữa phát sáng lên. Không có việc gì, liền là tùy tiện hỏi một chút, thu hoạch thế nào? Hừ, là quan tâm ngươi tiểu tiên tử A. Nguyệt Hân liếc qua hoa tiên tử, xem đối phương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ha ha ha, dĩ nhiên quan tâm. Bất quá hạo gia đồng dạng cũng hết sức quan tâm ngươi. Mau nói, thu hoạch kiểu gì? Di tích này rất béo tốt nha. Tây môn hạo có lẽ thật nhàn nhất cả trứng, lại mở trêu chọc. Bình thường, giết mấy con yêu thú, còn tìm được một cái nhỏ khoáng mạch, đào một chút thần tinh, ngươi bên đó đây. Nguyệt Hân cũng không có dấu giếm, bởi vì nàng phải đánh vào tây môn hạo bên người, nhất định phải chân tâm thật ý mới được. Ta, hắc hắc, cũng tạm được. Tốt, liền quan tâm hai người các ngươi một thoáng, nếu như gặp phải nguy hiểm liền thông tri ta, anh hùng cứu Mỹ nhân hạo gia thích nhất, ha ha ha. Chúc các ngươi may mắn, đáng giận, giảo hoạt tây môn hạo. Nguyệt Hân đem truyền âm bóng thu vào, này tây môn hạo nói tương đương không nói. Nguyệt tỷ, hắn cứ như vậy, tiếp tục đi, cái này di tích xác thực hết sức phong phú, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hoa tiên tử không nghĩ lại thảo luận Tây Môn Hạo chủ đề, bởi vì như vậy để cho nàng hết sức xấu hổ. Tốt, tiếp tục. Lão đại, nếu như thế quan tâm, vì sao không ở bên người bảo hộ? Cương thần vuốt vuốt vất trần đi theo Tây Môn Hạo bên người, mặc dù tại nói chuyện với Tây Môn Hạo, nhưng con mắt cùng nguyên thần lại tại bốn phía loạn quét. Thần khôi, ma lân, kiêu, bọn hắn này ba vị chủ thần kỳ cũng bị thả ra thời gian tháp, trợ giúp Tây Môn Hạo tầm bảo. Tăng thêm năm vị chủ thần kỳ hồng giáp thần binh, hắn lúc này liền là tại trong di tích quét ngang, chỉ cần đường dây này bên trên có bảo vật, liền chạy không thoát hắn dò xét. Ta quan tâm sao? Tây Môn Hạo con vịt chết mạnh miệng. Ngươi không quan tâm sao? Cương thần hỏi lại. Tây Môn Hạo yên lặng, xác thực, trong lòng của hắn đối hoa tiên tử vẫn là hết sức quan tâm, bằng không thì cũng sẽ không đi hỏi thăm. Khụ khụ, đều chú ý một chút a. À. Vừa mới nhận được tin tức, nơi này chính là có thần tinh khoáng mạch. Đừng buông tha, nhất là Đại Sơn. Hắn hoàng mỹ dời đi chủ đề. Vâng, chủ nhân, lão đại. Mọi người trăm miệng một lời, nói sang chuyện khác. Cương thần liếc qua Tây Môn Hạo, hoặc là nói tại kinh bỉ đối phương. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn nhất biến, vội vàng từ trong ngực móc ra một quả trứng, chính là cái kia viên medusa trứng trắng lão đại ấp ra đến rồi ta đi ngươi còn thật có thể ấp trứng tây môn hạo một thanh đoạt lấy sau đó mở ra luân hồi chi nhãn quả nhiên bên trong đầu kia màu xám con rắn nhỏ tại gặm ăn vỏ trứng bởi vì vỏ trứng hóa đá trạng thái quá nghiêm trọng gặm ăn tốc độ có chút chậm lão đại nhỏ máu tinh huyết để nó thôn vệ máu tươi của ngươi nhớ kỹ ngươi mùi vị medusa a medusa sủng vật Lão đại, bần đạo thật hâm mộ vận khí của ngươi. Cương thần rất nhớ tự mình nắm Medusa nhận chủ, đáng tiếc, Medusa trong tay hắn liền là một cái sủng vật, nhưng nếu như đến tay môn hạo trong tay, dùng tốt cái kia chính là một kiện lợi khí. Chiến tranh lợi khí. Medusa cặp mắt kia, hóa đá có thế không đơn thuần là cá nhân, còn có khả năng quần công. Hắc hắc, hạo gia luôn luôn vận khí rất tốt, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là rất rõ ràng. Tây Môn Hạo rất hả hê cười, sau đó đưa tay mở ra mi tâm, lấy một giọt tinh huyết của mình nhỏ ở vỏ trứng lên. Tinh huyết trong nháy mắt chui vào trứng rắn, mà bên trong con rắn nhỏ sửng sốt một chút, sau đó dụng lực khẽ hấp, đem tinh huyết hút vào cuối cùng. Ông, màu xám con rắn nhỏ lóe lên một đạo huyết mang, khoan khoái lắc lắc cái đuôi, sau đó tiếp tục thôn phệ vỏ trứng. Tiếp tục lão đại, cương thần có chút khẩn trương nhìn xem trứng rắn, theo hắn biết, ở tại thần giới năm đó còn không có người nào thu phục qua Medusa, bởi vì mong muốn thu phục Medusa người, toàn bộ bị Medusa cường giả hóa đá. Tây môn hạo lần này bước ra càng nhiều tinh huyết, dọc dọc tinh huyết chui vào vỏ đạn, toàn bộ bị con rắn nhỏ hấp thu. Con rắn nhỏ mỗi hấp thu một giọt tinh huyết thân thể liền sẽ biến lớn hơn một chút, khí tức càng mạnh hơn một chút, nuốt vỏ đạn tốc độ cũng rất nhanh. Tây môn hạo luân hồi chi nhãn một mực mở, nhìn chồng chọc vào bên trong con rắn nhỏ, hắn phát hiện cái kia con rắn nhỏ đang hấp thu tinh huyết cùng trứng rắn về sau, tu vi điên cuồng tăng lên. Có lẽ, tinh huyết của mình là cái kiếp nổ, vậy trở thành hóa thạch trứng rắn mới là thuốc đại bổ. Vỏ trứng rất mỏng, nhưng bị hóa đá những cái kia khẳng định là con rắn nhỏ mẫu thân lưu lại thần lực. Ông, trứng rắn bỗng nhiên lóe lên một hồi hào quang màu xám, cái kia con rắn nhỏ hình thể không có đổi quá lớn, nhưng khí tức trong nháy mắt tăng vọc một đoạn dài vậy mà tại trứng trắng bên trong liền thành thần. Tây môn hạo đình chỉ nhỏ máu, bởi vì hắn phát hiện con rắn nhỏ khí tức có chút bắt đầu cùng bạo, chủ thần kỳ máu huyết, tuyệt đối đại bổ. Lão đại, máu tươi của ngươi phụ trợ nó tiêu hóa, này trứng rắn kỳ thật phong ấn rất nhiều năng lượng, mẹ của nó là một vị vĩ đại mẫu thân. Bất quá cũng may nhờ gặp ngươi, có được thần khôi ngươi, nhưng thần đạo hữu sinh chi đạo để nó tại hấp hối bên trong sống lại. Cương thần tại Tây Môn Hạo bên tai liếu lo không ngừng, lộ ra so Tây Môn Hạo càng thêm quan tâm đầu này thần vực duy nhất một đầu Medusa. Không không không, nó là ngươi ấp, về sau ta sẽ để cho nó quản ngươi gọi, cha. Tây Môn Hạo nhìn chầm chầm trứng rắn mở lên đùa giỡn. Cái gì? Cha? Không muốn gọi ta cha, Hạo gia không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Tây Môn Hạo vỗ vỗ cương thần bả vai. Bần đạo còn không có ngươi nhỏ như vậy cha đâu. Cương thần cũng bắt đầu xảo trá, có lẽ là bởi vì tức sẽ thấy một đầu medusa xuất thế đi tây môn hạo khóe mắt giật một cái người đứng đắn này da dâng lên quả thực có khác một phen mùi vị tạch 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 trứng trắng bỗng nhiên xuất hiện một chút vết trạng tây môn hạo con mắt thứ ba trợn tròn lên chỉ thấy cái kia con rắn nhỏ đã đem bên trong hóa đá thông vệ sạch sẽ mà tu vi đã ào tới thượng vị thần lúc này nó đang ở gặm ăn tầng cuối cùng vỏ trứng trăng rắc một cái màu xám con rắn nhỏ đầu chui ra màu xám đầu rắn có vẻ hơi đáng yêu thêm quỷ dị con mắt đóng chặt lại hơi hơi phun lưỡi rắn con rắn nhỏ sau khi đi ra liền tốc độ cao nuốt vỏ đạn cái kia như là đà điểu trứng vỏ đạn rất nhanh liền bị đối phương nuốt sạch sẽ ông con rắn nhỏ trên thân hôi mang lóe lên đột phá chính thần kỳ nhìn xem chúng người hai mắt trợn tròn xoe mà con rắn nhỏ hình thể lại không có gì biến hóa quá lớn đại khái một thước rưỡi dài ngón tay nhỏ sơ ý tại Tây Môn Hạo trên tay quấn quanh mấy lần, sau đó theo Tây Môn Hạo cánh tay trực tiếp bò tới trên bờ vai. Con rắn nhỏ đầu tại Tây Môn Hạo sắc mặt cỏ sát thêm dưới, lộ ra cực kỳ thân mật, hết sức hiển nhiên là Tây Môn Hạo máu huyết có tác dụng. Cái này, không thể hóa hình. Tây Môn Hạo nắm con rắn nhỏ cầm trong tay, tiểu gia hỏa thuận thế quấn ở trên cánh tay của hắn. Hẳn là muốn thành niên sau đi, cụ thể bần đạo cũng không biết, chẳng qua là tại một chút trên tư liệu thấy qua, này Medusa nhất tộc hết sức thần bí. Thương thần cũng có chút không xác định. Được a, à, mặc kệ thế nào nói, cái này chính thần kỳ tiểu chút chít còn rất thú vị. Tây môn hạo nhìn xem trên cánh tay màu xám con rắn nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương đầu nhỏ. Ừm, ngươi cũng xem như thần vực một đầu cuối cùng Medusa, liền gọi Medusa đi. Túc túc túc, con rắn nhỏ phản phất nghe hiểu Tây môn hạo, dùng sức gật một cái đầu nhỏ. Ha 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 vẫn rất nghe lời, ban thưởng ngươi một thoáng, Tây Môn Hạo cười lấy ra một khỏa tứ phẩm thần đan, đặt ở miệng của đối phương. Medusa mặc dù không có mở to mắt, nhưng ngửi được thần đan mùi thơm, há mồm liền nuốt xuống. Sau đó, xì, lưu một thoáng chui vào Tây Môn Hạo trong ngực, bàn co lại lên, đi luyện hóa thần đan đi. Cứ như vậy, Tây Môn Hạo có được thần vật duy nhất một đầu Medusa, lần này di tích chuyến đi, hắn xem như thu hoạch lớn nhất. Ai cũng không biết những người khác trách dạng, nhất là Long ca, cái kia sững sờ hàng đừng chọc ra cái gì cái sọc tới A. À. Tây môn hạo nhìn xem bầu trời xanh thẳm, nhìn xem cái kia đóa đóa mây trắng, kỳ thật nơi này, so thần vực hoàn cảnh phải tốt không phải một chút điểm. A. À, Hắc hơi. Mẹ tới giọt, người nào nghĩ Long gia đâu? Chẳng lẽ là những cái kia bị Long gia hầu hạ thoải mái xà mỹ nữ nhóm, đang đứng tại một đầu bờ sông Hắc Long vuốt vuốt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghĩ Long gia có cái lông tác dụng, tiến đến nhanh 10 ngày, mau đều không có một cây, sẽ không tây môn Hạo tiểu tử kia lừa dối Long gia a. Hắc Long sờ lấy lớn đầu trọc, nhìn xem trong veo nước sông, còn có cái kia bên kia bờ sông dãy núi, dần dần mất kiên trì. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên nước sông nổ tung, một đầu đã mọc cánh cá lớn phóng lên tận trời. Mẹ nó, có liệu a? Hắc Long thấy bay tới cá lớn không chỉ không sợ, thậm chí hưng phấn lên. Mặc dù hắn này là lần đầu tiên hạ di tích, nhưng căn cứ tư liệu ghi chép, chỉ cần có cường đại yêu thú địa phương, 8 phần 10 chung quanh liền có bảo tàng. Hoa! À, cái kia phi ngư sông sau khi đi ra liền phát ra như là giống như trẻ nít thét lên, sau đó đối hắc long phun ra một cây to lớn cột nước. Hừ! Rác rưỡi! Ngang! Hắc long trong nháy mắt biến thành bản thể, một đầu to lớn hắc long xuất hiện trên không trung, cùng phi ngư dằn co. Phi ngư vừa nhìn thấy là đầu thần long, thân thể khổng lồ kia rõ ràng run rẩy một cái, sau đó một đầu đâm vào trong nước. Ha ha ha, Long gia hôm nay muốn ăn cá nướng, ngươi chạy đi đâu? Phần phật, Hắc Long cũng một đầu đâm vào trong nước, văng lên hàng loạt bọt nước. Dưới nước, phi ngư thật chính là như cá gặp nước, tốc độ cái kia nhanh, thân hình cái kia linh mẫn, ở trong nước tốc độ cao bơi lội. Hắc Long ở trong nước tốc độ cũng không chậm, đuổi sát cái kia phi ngư, đồng thời một cổ long tức phun về phía phi ngư, dùng chính mình thần thú uy áp chấn nhiếp cái kia phi ngư. Phi ngư bất quá là cấp 8 yêu thú, đối mặt thần vương kỳ hắc long ngoại trừ chạy trốn không có khác đường lui. Nếu như nếu là chủng tộc khác có lẽ nó sẽ thử thử, có thể là đối mặt thần long cái kia huyết mạch cao quý, để nó đề không nổi chống cự chiến ý. Mẹ nó, long gia cho ngươi chạy. Hắc long mắng to một tiếng, há miệng, khẩu bên trong bay ra một thanh trường thương, thẳng đến phi ngư mà đi. Oa oa oa, Phi ngư đuôi cá cuồng bày, một bên tránh né hắc long trường mâu, một bên rít cào lên, giống như là tại mời đến đồng bạn. Quả nhiên, từ tiền phương tốc độ cao bơi lại hai đầu hình thể càng lớn phi ngư, mặc dù không có đến cấp 9, nhưng khí tức đừng cái này phi ngư mạnh rất nhiều. Hừ, ba đầu phi ngư long gia liền sợ sao? Đều đi chết. Hắc long to lớn thân rồng hắc quan đại thịnh, cũng mặc kệ ở trong nước tán loạn trường mâu, mà chính mình thì là kéo ra long trảo, Cùng ba đầu phi ngư bắt đầu đại chiến. Hắc Long, vạn năm trước liền là chúa tể một phương, cuối cùng bị xã Đảng hiệp phong ấn, thực lực kia tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Đó là lần lượt chiến đấu tích lũy được. Bành, to lớn đuôi rồng quét qua, liền đem một đầu lao ra phi ngư quét bay ra ngoài, sau đó cái kia trong nước trường thương trực tiếp xuyên thấu phi ngư đầu, miễu sát. Này chính là Hắc Long thực lực, sinh tại thần giới, lớn ở thần vực viễn cổ thần long. Chiến đấu kế tiếp càng là thiên về một bên đồ sát, hắc long con hàng này đơn giản đại khai sát giới, gọn gàng đem còn lại hai đầu phi ngư toàn bộ giết chết. Này nếu để cho Tây Môn Hạo thấy, nhất định sẽ đối hắc long chiến lực có nhận thức mới. Con hàng này, tuyệt đối không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, nhất định che giấu thực lực. Tại giải quyết ba đầu cấp 8 yêu thú phi ngư về sau, hắc long vung tay lên, trực tiếp đem thi thể thu vào, hắn hiện tại có thế không tâm tư đi phân giải thi thể mà là tại trong nước bắt đầu du đảng. Quả nhiên, dưới đáy nước thấy được một tòa núi nhỏ, núi nhỏ còn có một cái cửa hang, cửa hang còn có hai phiến cửa phòng, cửa động phía trên còn viết ba chữ to, bích ba cung. Cương thần đã từng nói, tại năm đó thần giới không có thần quốc, chỉ có từng cái môn phái, thần phủ chờ to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Này bích ba cung hẳn là năm đó một cái tiểu động phủ, cái kia ba đầu phi ngư đoán chừng liền là trong coi động phủ. Ha ha ha! Long gia hảo vận tới nha. Ha ha ha. Ô, Hắc Long con hàng này cái đuôi quét qua, trực tiếp quét về phía cửa đá, muốn bạo lực mở ra. Ai ngờ cái đuôi vừa kề đến cửa đá, liền sáng trực lên, trực tiếp đưa hắn bắn đi ra. Ta đi, còn có cấm chế a, không đơn giản, thật không đơn giản. Hắc hắc. Long gia ưa thích. Hắc Long biến thành hình người, hai mắt đột nhiên trừng trừng, trong mắt trong nháy mắt biến thành màu đen kịch đồng thời hai tay cũng bốc lên khói đen sau đó liên tục đánh ra đánh về phía cửa đá bắt đầu phá cấm này 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 liền này đào mở tây môn hạo mở luân hồi chi nhãn chỉ mình chung quanh thân thể nham thạch hô ngay tại vừa rồi hắn nhàm chán mở ra luân hồi chi nhãn loạn quét lại phát hiện một đầu cỡ nhỏ thần tinh khoáng mạch này tòa di tích sản vật quá phong phú nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm bởi vì tại cách đó không xa còn nằm mấy con cấp 8 yêu thú thi thể, mà lân đang ở bên kia phân giải thi thể đây. Cương thần, thần khôi, kiêu, còn có năm cái hồng giáp thần binh bắt đầu ở chung quanh đào móc, mà Tây Môn Hạo thì là ngồi tại chỗ cao trên một tảng đá, loay hoay Medusa, còn thỉnh thoảng ném cho đối phương một khỏa thần đan. Cái này Medusa, cùng người khác khác biệt, thông vệ thần đan liền sẽ thời gian dài bế quan luyện. Mà hắn thì là rất nhanh liền có thể hấp thu, đại khái là thời gian nửa ngày, Luyện hóa xong liền mọc ra miệng quản tây môn Hạo muốn, nắm thần đang cho rằng là đồ ăn vặt. Tây Môn Hạo nhìn xem tu làm một điểm điểm tăng lên Medusa, có lẽ không tới bao lâu, đầu này con rắn nhỏ sẽ trở thành làm bên cạnh mình lại một sự giúp đỡ lớn. Chủ nhân, ra liệu. Ma Lân theo đào ra trong hầm nhảy tới, thu còn cầm lấy một khối to như nắm tay thần tinh. Tiếp tục, phía dưới còn có rất nhiều. Tây Môn Hạo mở ra luân hồi chi nhãn lại quét một thoáng, phía dưới thần tinh còn nhiều nữa được rồi chủ nhân ma lân thu thần tinh sau đó tiếp tục đào móc mà năm cái hồng giáp thần binh cũng đã bắt đầu phạm vi lớn khai thác phía trên nham thạch từng tầng một hướng phía dưới đào móc bởi vì này một mảnh phía dưới đều là thần tinh cứ như vậy tây môn hạo loay hoay medusa làm lấy giám sát nhìn xem chính mình những thuộc hạ kia cùng với khôi lỗi khai thác mỏ cuộc sống tạm bỡ không nên quá hạnh phúc rất nhanh tây môn hạo chỗ địa phương bị đào ra một cái hố to có chừng một người bao sâu ba bốn trượng phương viên, lập lòe màu sắc sặc sở hào quang, rất là lóa mắt. Tây môn hạo từ trên ghế đứng lên, thét lên hố bên cạnh, phía dưới trừ một chút nham thạch, chính là từng khối thần tinh. Mặc dù chỉ có một tầng, cũng là nửa thước tới dày, nhưng này nếu là toàn bộ móc ra, tuyệt đối là một bút cự phú. Lão đại, tất cả đều là thần tinh A, dạng này lớn số lượng, năm đó ở thần giới cũng là rất ít gặp A. Xem ra hơn 10.000 năm qua không ai mở ngắt, thần tinh số lượng tăng lên không ít. Cương thần nhảy xuống, vuốt ve những cái kia thần tinh, những đồ chơi này có thể so sánh thần đang dùng tốt nhiều. Chiếu chiếu chiếu, thành chủ, có tư liệu ghi chép, có thần tinh địa phương, nhất định có thần thạch khoáng mạch. Thuộc hạ cảm thấy này một mảnh đại sơn thấp liền có thần thạch khoáng mạch, nếu không ngài nhìn một chút, chúng ta khai thác. Kiêu tại không có hỏa lân thời điểm, cuối cùng có khả năng không chút kiên kỵ cười, không sợ lại bị đập gạch. Tốt, hạo gia đem ngươi ném khỏi đây, ngươi tại đây lái chậm chậm ngắt thần thạch, hạo gia ngược lại sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Tây môn hạo hiện tại đã coi như là người có tiền, một cái vu thiền liền tặng cho 50 tỷ thần thạch còn có một số thần tinh. Mà bây giờ một mảnh thần tinh bày ở trước mắt mình, lại đi tốn sức lốc bốt đi khai hoang thần thạch mỏ, đầu óc trúc tài cán. Trong này có hàng loạt bảo vật, muốn đem nơi này dò xét xong không biết cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa còn có những người khác, Hắn tuyệt sẽ không làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Kiêu xấu hổ cười, biết mình có chút bởi vì nhỏ mất lớn, chủ yếu là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần tinh. Nhiều như vậy thần tinh, phía dưới không biết có nhiều ít thần thạch. Ha ha, Tảo Bả Tinh, ngươi cảm thấy này chút thần tinh là ở đâu ra? Cương thần bỗng nhiên cười nói, đương nhiên là thần thạch kết tinh. Kiêu trả lời, cho nên, nhiều như vậy thần tinh Ngươi cảm thấy phía dưới này thần thạch còn có thể có nhiều ít, năng lượng sớm đã bị thần tinh hấp thu không sai biệt lắm. Cương thần nhìn xem Kiêu cái kia ánh mắt có chút kinh bỉ, chủ yếu là nha cười thật khó nghe. Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, này chút thần tinh là thần thạch năng lượng kết tinh, cũng có thể nói là thần thạch tán phát tinh hoa ngưng tụ mà thành. Dạng này hàng loạt thần tinh, cần đại lượng thần thạch mới có thể ngưng tụ mà thành, cho nên phía dưới thần thạch chứa đựng lượng đoán chừng rất ít đi. Chiếu 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 vẫn là ngươi cái này chết lão đạo hiểu nhiều lắm, vãn bối bội phục. Đi, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, thần tinh liền để hồng giáp thần binh tới khai thác. Tây môn hạo trong lòng hơi động, năm cái hồng giáp thần binh mỗi cái trong tay nhiều hơn một thanh hạo, bắt đầu đào móc thần tinh. Hoặc là nói là thần tinh nguyên liệu thô, phía trên còn bao vây lấy một chút nham thạch. Tới tới tới, uống rượu, một hồi phân thần tinh. Tây môn hạo vung tay lên, cả bàn thịt rượu ngoại tịch bốn cái ghế xuất hiện trước người. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn tại trong di tích uống rượu nói chuyện phiếm, năm cái hồng giáp thần binh không ngại cực khổ khai thác thần tinh. Rất nhanh, hố to bên cạnh liền chất lên một cái thần tinh núi nhỏ, dạng này một bút thần tinh, đầy đủ tây môn hạo chế tạo một nhánh quân đội khổng lồ. Đổi thành thần thạch, đổi thành thần đan, đổi thành đủ loại bảo vật, thậm chí trực tiếp tu luyện hiệu quả càng tốt, mà lại đây chỉ là một bắt đầu, dạng này một cái to lớn di tích, trời mới biết có nhiều ít thiên tài địa bảo hắn có luân hồi chi nhãn không cần giống người khác như thế tìm vận may không khỏi trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ chuẩn bị đem cái này di tích đảo cái úp sấp ha 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 thần tinh a à. tất cả đều là thần tinh a à. sao thần đang còn dễ dùng thần tinh a à? tây môn hạo vây quanh thần tinh núi nhỏ không ngừng xoay quanh hai mắt tỏa ánh sáng tựa như là tại thưởng thức một vị trơn bóng mỹ nữ những người khác cũng là cái con mắt tỏa ánh sáng đều không cần đi sờ vẹn vẹn ở chung quanh cũng cảm giác được thần lực mênh mông. Được rồi, đừng xem. Cần liền lấy, đừng khách khí. Tây môn hạo vung tay lên, hết sức hào khí nói. Ai ngờ kêu đám người đồng thời lui lại. Người nào cũng không ý định động thủ. Liền liền cương thần cũng không có đi lấy. Làm sao? Cũng không cần. Tây môn hạo có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngươi liền là bần đạo. Bần đạo không có nhất định muốn cởi quần đánh rắm. Thần khôi nói ra. Chủ nhân ta cũng giống vậy ma lân cười nói lão đại ngài cho đang dược đủ mà lại nhanh như vậy có thể đột phá chủ thần thuộc hạ thỏa mãn kiêu cũng biểu thị cự tuyệt ngươi đây tây môn hạo nhìn về phía cương thần vô lượng thiên tôn bần đạo dùng thời điểm sẽ cùng lão đại ngươi muốn giữ lại cũng là chiếm diện tích phương cương thần lắc một cái phất trần tây môn hạo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem mọi người cuối cùng vung tay lên Đem thần tinh toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Nếu cũng không cần, đừng nói Hạo gia keo kiệt, đi thôi, tiếp tục tầm bảo, hy vọng có thể gặp được một tòa thần phủ cái gì. Đúng, mọi người hiện tại lòng dạ đang cao, bọn họ đều là cùng Tây Môn Hạo lẫn vào, Tây Môn Hạo cái này người cũng không phải keo kiệt người, hắn phát tài rồi, tất cả mọi người có chỗ tốt. Đoàn người tiếp tục một chữ đẩy ngang, không buông tha đi qua bất kỳ chỗ nào, đồng thời làm xuống đánh dấu nếu như đi tới đầu, sẽ đổi một cái phương vị tiếp tục đẩy ngang. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, nhưng từ khi đào được thần tinh về sau, Tây Môn Hạo vận khí tốt giống như là sử dụng hết, vậy mà không có ở phát hiện bất kỳ vật gì, cho dù là một con yêu thú. Một tháng sau, vô lượng thiên tôn, lão đại, xem ra vận khí của ngươi dùng hết. Cương thần lắc một cái phất trần, bắt đầu đuổi này nhàm chán thời gian. Chủ nhân, ta cảm thấy đều là tảo bả tinh phương. Ma lân một phút chính mình đen dài thẳng, liếc qua một đầu khác kêu. Quy, ma lân, cái này nồi ta cũng không lưng a, à. Kêu không vui. Chíp chíp, cuộn tại tây môn hạo trên cánh tay Medusa hé miệng kêu hai tiếng, phản phất là đang cười nhạo này chút đại nam nhân nhàm chán đấu võ mồm. Tới rắn tham ăn, lại đến một khỏa, nhanh lên hóa hình đi. Tây môn hạo ngón tay bắn ra một khỏa thần đan, nhưng bắn ra về sau liền giật nảy mình, nhất thời không có chú ý, đánh đi ra lại là một khỏa ngũ phẩm thần đan. Ai ngờ Medusa ai đến cũng không có cự tuyệt, há mồm liền nuốt hạ lên, Giết hầu một cổ động, thần đan bỏ vào trong bụng. Gặp, nhanh phun ra. Tây môn hạo nhấc lên Medusa cái đuôi, lấy tay bắt đầu hướng xuống vuốt, muốn đem thần đan cũng vuốt ra tới. Chích 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 chích. Medusa phát ra một hồi ủy khuất tiếng kêu, thân rắn cũng xoay chuyển động. Tây môn hạo bị hù vội vàng buông tay, cái vật nhỏ này, chớ bị chính mình cho vuốt chết rồi ông medusa trên thân hôi mang đại thịnh cái đuôi dùng sức lắc một cái tránh thoát tây môn hạo bàn tay sau đó rơi trên mặt đất vô lượng thiên tôn lão đại tên tiểu tử này lại sắp đột phá rồi cương thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem medusa lúc này mới mấy ngày a à? đối phương đây là muốn đột phá chân thần a xem ra con rắn kia trứng năng lực một mực không có tiêu hóa sạch sẽ tây môn hạo nhìn xem trên mặt đất quay cùng medusa con rắn nhỏ tiểu gia hỏa trong miệng còn phát ra từng đợt tiếng kêu giống như có chút thống khổ mong muốn ban đối phương một thanh nhưng vẫn là nhịn được bởi vì hắn nhìn ra được tiểu gia hỏa cũng không đến mức bị chết no vô lượng thiên tôn bần đạo tới đi thần khôi vung tay lên một vệt màu trắng ánh sáng đánh vào trên người của đối phương tăng cường đối phương sinh mệnh lực chíp chíp medusa đối thần khôi kêu hai tiếng giống như là tại cảm tạ đối phương ông theo một hồi ánh sáng xám lấp lánh Medusa cứ như vậy đột phá chân thần, hình thể cũng lớn một chút, nhưng còn không có dài một mét, ngón cái độ lớn. Mẹ tới giọt, người cái tiểu chút chip còn không hóa hình, còn không lớn lên. Tây môn hạo đưa tay đem Medusa nhấc lên, nắm lấy đối phương cái đuôi, nhìn đối phương đầu, không có nửa điểm hóa hình dấu hiệu. Mặc dù Medusa hóa hình về sau sẽ không trở thành chân chính người, nhưng cũng đầu người thân rắn. Chip 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 chip. Medusa đầu dơ lên quấn ở tây môn hạo trên cánh tay, dùng đầu rắn cỏ tây môn hạo cánh tay cũng không biết có nghe hiểu hay không tây môn hạo lão đại tốt cơm không sợ muộn gấp làm gì a à? cương thần hết sức lạnh nhạt nói thảo ngươi không vội a à? hạo gia có thể gấp tây môn hạo lần này trực tiếp xuất ra một khỏa ngũ phẩm thần đan ném cho medusa medusa đang nghe truyện trên tv audio CV ai đến cũng không có cự tuyệt há mồm nuốt xuống sau đó chui vào tây môn hạo trong ngực bắt đầu luyện hóa hút hút Lão đại, có tử khí. Một mực không có chú ý Medusa kêu nhúng nhúng mũi, sau đó hướng về một cái phương hướng đi đến. Bắt kịp, Tây Môn Hạo trong mắt lóe lên một vệt sáng, có tử khí nói rõ có người chết. Nơi này người chết, nếu như không là theo chân chính mình tiến đến đồng bạn, vậy chỉ có thể là viễn cổ thần. Kêu ở phía trước dùng sức vương thẳng mũi, thậm chí dứt khoát đầu biến thành cú vọ đầu, dạng này có khả năng càng thêm cảm giác được rõ ràng tử khí. Hắn là cú vọ, thích nhất liền là linh hồn cùng tử khí, cho nên đối tử khí vô cùng mẫn cảm. Tây môn hạo đám người riêng phần mình cầm lấy vũ khí đi theo, nghĩ đến lần này là thần mộ vẫn là động phủ loại hình. Dần dần, mọi người ra rừng rậm, đập vào mắt là một mảnh đại thảo nguyên bát ngát. Trên thảo nguyên ngoại trừ màu xanh lá không có vật gì, không có dê bò, cũng không có yêu thú, chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ. Kiêu bỗng nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai cánh tay ra, đón thảo nguyên gió, thật sâu hô hấp lấy. Tiếu tiếu, kêu bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng hót, sau đó biến thành một đầu to lớn hắc điểu bay ra ngoài, chính là cú vọ. Đi, Tây Môn Hạo bay lên trời, theo thật sát, những người khác cũng là từng cái bay lên theo ở phía sau. Từ không trung mọi người có khả năng thấy rõ ràng này mảnh đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ, cỏ thơm nhân nhân, nơi xa còn có một số sườn núi, nhưng cũng là mọc đầy cỏ xanh sườn núi. Kêu trên không trung biến thành một đạo hắc quang, mà lại càng bay càng nhanh, giống như đã tiếp cận mục đích. Bỗng nhiên, đang tại phi hành kiêu trên không trung tới thắng gấp, sau đó thay đổi hướng đi, phía bên trái một bên bay lượn một khoảng cách sau ngừng lại. Lão đại, nhìn một chút này có hay không đồ vật? Tây môn hạo dưới chân thần lực thôi động, trong nháy mắt biến thành từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến kiêu bên cạnh, sau đó đối thảo mở ra luân hồi chi nhãn. A. À, đậu phộng. Có chút ý tứ A. À. Tây môn hạo chớp chớp con mắt thứ ba, bởi vì chính mình vậy mà không có xem thấu nơi này, giống như bị cái gì chặn. Lão đại, có phải hay không nơi này? Nơi này tử khí dày đặc nhất. Kiêu có chút nhỏ chờ mong, chờ mong chính mình có thể lập công. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra chính là chỗ này, chờ ta thử một chút. Tây môn hạo nói xong, luân hồi chi nhãn bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ sắc quan mang, trực tiếp đánh về phía bãi cỏ. Ông, bỗng nhiên một hồi hào quang màu xanh lục sáng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đem tây môn hạo cùng kêu cho đẩy đi ra liền liền đuổi theo tới thần khôi ba người cũng bị thật liên tiếp lui về phía sau cẩn thận là pháp trận cương thần bỗng nhiên quát to lên tây môn hạo trên không trung biến thành một đạo tàn ảnh nút xa xa nhưng kiêu nhưng không có tránh thoát bị bỗng nhiên bắn ra mấy cây mọc cỏ cùng cuốn lấy hai chân lại nhìn xuống mặt một cái to lớn màu xanh lá pháp trận lập lòe hào quang màu xanh lục nếu như không phải phát sáng thật đúng là nhìn không ra này trên mặt cỏ có một cái dạng này phát trận. Mà phát trận trong cỏ xanh giống như đang sống, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, loạn vũ. Cuốn lấy kiêu cỏ xanh thì là tại tốc độ cao biến ngắn, giống như là muốn đem kiêu nuốt chửng lấy. Phanh phanh phanh. Tây môn hạo tránh qua, tránh né pháp trận về sau liền đánh sạch một con thoi đạn, mục tiêu chính là cuốn lấy kiêu hai chân cỏ xanh. Bành bành bành. Cỏ xanh ứng tiếng mà đứt, kiêu thừa cơ thoát đi phát ra, cái tráng hung hăng đổ mồ hôi lạnh trong lòng một trận hoảng sợ lão đại tạ ơn kiêu đối tây môn hạo khẽ không người tây môn hạo khoát tay áo không rảnh khách khí với kiêu mà là xem trên mặt đất màu xanh lá pháp trận tử đạo hữu đây là cái gì trận pháp cương thần lắc một cái vất trần lão đại là một cái ẩn dấu pháp trận đại gia tây môn hạo đối cương thần giơ lên ngón tay giữa nói tương đương đặc biệt không nói cái này chủ nhân đây đúng là một cái ẩn dấu pháp trận, bất quá nơi này hữu pháp trận, nhưng lại không giống như là phía dưới ẩn dấu lấy đồ vật. Thần Khôi nhìn xem phía dưới pháp trận nhíu mày. Mặc dù hắn pháp trận tạo nghệ không kịp cơ vô bệnh, nhưng cũng có một chút nghiên cứu. Ồ, không xuống dưới nữa. Tây môn hạo luân hồi chi nhãn lần nữa mở ra, cẩn thận nhìn xem cái kia màu xanh lá pháp trận, nghĩ tìm một chút trận nhãn chỗ. Mà cương thần thì là vẫn nhìn này mảnh đại thảo nguyên, tìm kiếm lấy trong đầu trí nhớ, nhìn một chút có thể hay không nhớ lại cái gì tới đáng tiếc thần giới sụp đổ trước vô biên vô hạn mà sụp đổ sau thần giới mảnh vỡ bay khắp nơi đều là người nào cũng không biết này mảnh mảnh vỡ trước kia thuộc về thần giới địa phương nào a à, tử bần đạo ngươi xem đó là cái gì tây môn hạo chỉ pháp trận hắn phát hiện này pháp trận hết sức kỳ lạ rất giống một cái xoay tròn âm dương ngư bất quá này pháp trận toàn thân màu xanh lá không giống thần khôi đen như vậy trắng phân biệt Sinh tử lưỡng cực, thần khôi quay đầu nhìn hồi lâu cũng không có thấy rõ, dù sao hắn không có tây môn hạo luân hồi chi nhãn. Chủ nhân, bần đạo xem cũng không được gì, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì khác biệt? Ngươi tiến đến, hợp thể, tây môn hạo nói ra. Thần khôi trong nháy mắt chui vào tây môn hạo thân thể, đồng thời cũng nhìn thấy tây môn hạo có khả năng nhìn thấy đồ vật. Đây là lưỡng cực trận pháp, đúng, ta nghe tiểu cơ nói qua là một loại hết sức kỳ lạ trận pháp thần khôi thanh âm trong đầu vang lên. Lưỡng cực trận pháp, có thể hay không nhìn ra mánh khóe. Tây môn hạo trong lòng hơi động, xem ra là có môn. Chủ nhân, lưỡng cực trận pháp là một loại tính hai mặt trận pháp, liền cùng bần đạo âm dương ngư không sai biệt lắm, nhất sinh nhất tử, chia làm lưỡng cực. Dĩ nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Tỷ như, trên dưới lưỡng cực, lạnh nóng lưỡng cực các loại, mà cái này lưỡng cực trận pháp, hẳn là lúc mở lúc đóng trận pháp. Đúng, liền là lúc mở lúc đóng. Nếu như nói khác đặc thù trận pháp thần khôi có lẽ nhìn không ra, nhưng loại trận pháp này cùng hắn sinh tử chuyển luôn quá giống nhau, cho nên mới có thể nhìn ra mánh khóe. Tây môn hạo nghe xong mừng rỡ. Lúc mở lúc đóng. Mở cái gì? Hợp thành chữ thập sao? Chẳng lẽ nơi này có khả năng mở ra bảo tàng? Vô lượng thiên tôn, chủ nhân, bần đạo cũng không dám hứa chắc có cái gì, nhưng bần đạo có khả năng nghiên cứu một chút, có lẽ có khả năng mở ra này pháp trận tựa như một cái chốt mở, có lẽ thật có thể mở ra cái gì tới. Thần khôi thần cách bỗng nhiên toát ra một cái màu vàng nguyên thần, xếp bằng ở thần cách lên. Tây môn hạo cũng không quấy rầy đối phương, y nguyên nhìn xem luân hồi chi nhãn, nhưng hắn nhìn rõ ràng. Cương thần đám người thì là ở chung quanh đề phòng, bất quá này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, nếu là thật có nguy hiểm gì căn bản trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Đương nhiên, này loại ẩn dấu pháp trận ngoại trừ, nhưng nếu như không phải kêu theo tử khí chạy đến nếu không phải tây môn hạo dùng luân hồi chi nhãn tới như vậy một thoáng đoán chừng ai cũng không phát hiện được nơi này còn cất giấu một cái lưỡng cực phát trận thời gian từng giờ trôi qua tây môn hạo cảm giác nguyên thần càng ngày càng mỏi mệt nuốt một nguồn nguyên thần đang dược sau mới dễ chịu rất nhiều nhưng thần khôi nguyên thần còn đang nhắm mắt bấm đốt ngón tay lấy cái gì không có ý dừng lại cứ như vậy một ngày đi qua tây môn hạo nuốt năm viên khôi phục nguyên thần đang dược hắn còn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy mở ra luân hồi chi nhãn vì này lưỡng cực pháp trận cũng là liều mạng cuối cùng tại hắn thứ sáu viên nguyên thần đang dược nuốt vào không lâu thần khôi nguyên thần cuối cùng xuyên tỉnh táo lại ô vuông tây môn hạo trong lòng hơi động thần khôi ra bên ngoài bây giờ vô lượng thiên tôn chủ nhân bần đạo rốt cuộc biết trận pháp này là làm gì thần khôi rơi vào đại trận bên cạnh mà lúc này lưỡng cực trận pháp đã lần nữa ẩn giấu đi xuống ồ không phải chốt mở sao tây môn hạo hỏi thần khôi nhẹ gật đầu là chốt mở là mở ra cùng đóng cửa một chỗ chốt mở xem bần đạo mở nó ra nói xong xếp bằng ở trước trận hai tay bắt đầu tốc độ cao đánh ra từng cái thủ thế hắn không có trận pháp lệnh bài chỉ có thể dùng phức tạp phương pháp mở ra cũng may nhờ có tây môn hạo luân hồi chi nhãn có thể nắm pháp trận mỗi một đạo hoa văn đều nhìn rõ ràng, bằng không thì này pháp trận căn bản là không có cách mở ra. Sưu sưu sưu, từng đạo hắc bạch thần lực đánh vào trên đồng cỏ. Ông, theo lục quan lóe lên, pháp trận lần nữa nổi lên. Chỉ thấy thần khôi âm dương thần lực liên tục đánh vào lưỡng cực pháp trận một bên, bên này hẳn là mở. Vô lượng thiên tôn, thần đạo hữu trận pháp tạo nghệ lại tăng cường, âm dương thần lực, âm dương điều hòa, đơn giản liền là phá trận lợi khí A cương thần kính để nhìn xem thần khôi trong trí nhớ còn hiện ra lần thứ nhất lúc gặp mặt khi đó mình bị tây môn hạo phóng ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được này thần khôi khác biệt còn muốn thu đối phương làm đồ đệ làm sao lại muốn thu đồ đệ tây môn hạo nhỏ giọng trêu chọc nói vô lượng thiên tôn ta cùng thần đạo bạn hiện tại là tinh khiết đạo hữu cương thần hết sức nghiêm túc nói tây môn hạo im lặng này cương thần bây giờ nói chuyện càng ngày càng có ý tứ mở thần khôi bỗng nhiên một tiếng quát lớn dọa mọi người kêu to một tiếng oanh một cổ to lớn âm dương thần lực đánh vào pháp trận bỗng nhiên pháp trận tốc độ cao chuyển động đại địa đều khẽ rung lên chủ nhân nơi đó ma lân bỗng nhiên một mực mấy chục mét bên ngoài địa phương chỉ thấy đang có một cái to lớn màu đỏ cổng chào theo trong đất chui ra ngoài lợi hại còn có thể chơi như vậy tây môn hạo lóe lên một cái liền đến cổng chào trước mà cái kia cổng chào vẫn còn chậm rãi bay lên, hiển nhiên là lưỡng cực pháp trận mở ra thành công. rất nhanh, một cái cao mười mấy mét, rộng hơn mười mét, to lớn cổng chào xuất hiện tại mọi người con mắt. đại hồng cổng chào, hai bên trên cây cục khắc đầy màu vàng hoa văn, phía trên có hai đầu thần long bảo vệ lấy một khối bản hiệu to tướng, mặt bài bên trên còn khắc lấy ba cái màu vàng chữ lớn, thanh nguyên phủ. ta, à, móa, nguyên lai đây chính là thanh nguyên phủ. cương thần miệng há thật to. Gia hỏa này còn là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế, rõ ràng vị này viễn cổ thần là bực nào khiếp sợ. Làm sao? Ngươi biết này cái gì thanh nguyên phủ? Tây môn hạo không có mạo muội đi vào, huống hồ hắn cũng không biết làm sao đi vào, nếu cương thần biết, không bằng hiểu. Cương thần đi tới cổng chào một cây trụ trước, duỗi tay vuốt ve mấy lần cột nhà, ánh mắt tràn đầy hồi ức. Thanh nguyên phủ, thần giới một cái nổi danh thế lực, thống trị thần giới bắc bộ đại thảo nguyên, là nổi danh thần phủ bất quá thanh nguyên phủ một mực rất điệu thấp hết sức thần bí có rất ít người biết thanh nguyên phủ chỗ trên mặt đất chẳng qua là biết tại trên thảo nguyên trách không được ai cũng không biết thanh nguyên phủ thần phủ đến cùng ở đâu nguyên lai chỉ có này tòa pháp trận mới có thể mở ra thanh nguyên phủ chủ nhân này tòa lưỡng cực pháp trận kỳ thật cũng không hoàn chỉnh giống như trận nhãn bị phá hư qua mà lại nhiều năm chưa được chữa trị cùng giữ gìn này tòa lưỡng cực trận đã kinh biến đến mức rất yếu đi bằng không thì bần đạo căn bản mở không ra thần khôi cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới mở ra thanh nguyên phủ lối vào khiến cho hắn tiêu hao rất lớn nói nhiều như vậy các ngươi hai cái có biết hay không làm sao đi vào tây môn hạo chỉ lên trước mắt to lớn cổng chào đối diện vẫn là nhìn một cái thảo nguyên vô tận căn bản tìm không thấy cửa vào chỗ lão đại tại sao không thử một chút ngươi luân hồi chi nhãn cương thần đề nghị tây môn hạo sửng sốt liếc mắt sau đó lần nữa mở ra sớm đã đau nhức luân hồi chi nhãn. Xoạt! Theo luân hồi chi nhãn mở ra, cổng chào phía sau phong cảnh bỗng nhiên biến, không còn là một mảnh đại thảo nguyên, mà là có được một tòa tòa rách nát cung điện thảo nguyên, còn có vô số cổ thân mặc áo giáp, bắt đầu mất nước thần thi. Thần thi đã trải qua hơn một vạn năm, trong cơ thể thần lực đã tiêu hao không còn một mảnh. Theo tu vi khác biệt, khô quắc trình độ cũng khác biệt, cường giả thậm chí có khả năng duy trì mấy vạn năm thần thể đều là mới lạ như lúc ban đầu. Tỷ như vu thiền, chết hơn một vạn năm, tựa như một cái ngũ mỹ nhân. Mà này chút thần thi, còn có trước đó thấy Medusa cái chủng loại kia thay khô, đi theo hạ giới thần vẫn chiến trường thấy còn không giống nhau. Thần vẫn chiến trường thần thi còn có nguyên thần cùng linh hồn, mà ở trong đó toàn bộ là thần cách tử vong. Đương nhiên, thần vẫn chiến trường những cái kia thần thi ở vào không gian cũng không giống nhau, thuộc về nửa không gian hỗn độn, mà lại tử vong thời gian cũng rất ngắn, cho nên bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Cái này là thanh nguyên phủ sao? Tây môn hạo nhìn trước mắt cảnh hoàn toàn khắp nơi, này chiếm diện tích đã không phải là bình thường thần phủ, mà là một cái thành nhỏ. Lão đại, có phải hay không nhìn thấy cái gì? Cương thần giống như cũng không có thấy ngoài ý muốn, bởi vì dạng này cửa vào hắn không ngừng gặp một lần. Dãy cung điện, phản phất đã trải qua một cuộc chiến tranh. Tây môn hạo nói xong, hướng về cổng chào lối vào đi đến. Cương thần theo thật sát. Năm đó thần giới đại chiến, không có thế nào của thế lực có khả năng may mắn thoát khỏi cái kia cuộc chiến tranh không có danh gia cùng bên thua, các thần linh tự tay hủy thần giới, cũng hủy chính mình. Soạt, Tây Môn Hạo đột nhiên biến mất tung tích, cổng chào tạo nên một hồi như là sóng nước sóng gợn ly. Ngay sau đó cương thần cũng biến mất tại cổng chào bên trong, đi theo Tây Môn Hạo cùng một chỗ tiến nhập Thanh Nguyên phủ. Đi thần khôi nói một tiếng đi vào ma lân cùng kêu đầu tiên là do dự một lát sau đó hai người đồng thời chui vào tạch 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 bỗng nhiên phía ngoài pháp trận vang lên một hồi vỡ vụn thanh âm có lẽ đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt còn bị công kích pháp trận bắt đầu hỏng mất mà thanh nguyên phủ lối vào cũng bắt đầu đung đưa giống như là muốn sụp đổ bành lưỡng cực pháp trận cuối cùng vỡ vụn biến thành điểm điểm hào quang màu xanh lục cùng một chỗ sụp đổ còn có thanh nguyên phủ lối vào cổng chào ngoại trừ mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, mặc cho ai cũng nhìn không ra nơi này xuất hiện qua một tòa phát trận, một cái cổng chào. Ồ, ta tôn kính lão đại, lối ra biến mất. Cương thần quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cổng chào đã biến mất, biến thành một bức tường thành, ma lân cùng kiêu đang nóng nảy gõ lấy vách tường. Bình tĩnh, nhập gia tùy tục, trước tìm bảo bối. Tây môn hạo vung tay lên, tung tóe ra năm viên binh đậu, biến thành năm cái giáp đỏ thần hiện lên hình quạt vọt vào. Lúc này thì bọn hắn đang đứng tại một tòa cao cao quảng trường bên trên, dưới chân có thi thể, có tảng mắt binh khí, còn có đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Quảng trường phía trước là một cái thật dài cầu thang, rất nhiều cầu thang đã tổn hại, hàng loạt thi thể đảo ở phía trên, rõ ràng trận chiến đấu này đến cỡ nào thảm liệt. Theo dưới cầu thang đi chính là dãy cung điện, mà đứng tại quảng trường bên trên, có thể thấy rõ tất cả cung điện đỉnh chóp, quảng trường này lại là nơi này đệ nhị cao kiến trúc. Mà tòa thứ nhất, thì là trong thành một tòa thủng trăm ngàn lỗ cung điện, hẳn là chủ điện. Nơi này bầu trời cùng bên ngoài không có gì khác biệt, nhưng lại có được phần cuối, tại bốn phía thành bên ngoài tường là một cái to lớn cấm chế, đem trọn cái dãy cung điện bao phủ. Tây Môn Hạo chợt nhớ tới năm đó phong ấn Hắc Long địa phương, cái kia thiên ngoại thiên thế giới, nhìn như giống như bên ngoài, kỳ thật lại là một không gian riêng biệt. Nghe nói năm đó Thanh Nguyên phủ đệ tử không dưới 10 vạn, càng là khống chế thảo nguyên rất nhiều bộ tộc Đáng tiếc, nơi này đã thành địa ngục. Cương Thần lần nữa cảm khái, trước mắt phản phất dần hiện ra nơi này phát sinh chiến tranh. Xem quần áo cách ăn mặc hẳn là hai cổ thế lực chiến tranh, này chút người mặc áo giáp màu xanh hẳn là Thanh Nguyên phủ đệ tử đi, vậy cái này áo giáp màu đen đâu? Tây Môn Hạo mới sẽ không xấu hổ, mà là đi tới hai bộ thi thể bên cạnh, ngồi xuống thân thể. Này hai bộ thi thể riêng phần mình trong tay cầm một cây chủy thủ, đồng thời cắm vào trán của đối phương, đồng quy vu tận. Xuất ra đế vương đồ, theo hồng quang lóe lên, một cổ thi thể đỉnh đầu bị gọt sạch, lộ ra một viên trong suốt thần cách. Bành, thần cách bỗng nhiên sụp đổ, biến thành điểm điểm bụi trần, bên trong thần lực đã biến mất không còn một mảnh. Cái này, giống như là phong ma nhất tộc, đồng dạng là thảo nguyên một cổ thế lực khác. Cương thần đưa tay khẽ hấp, một viên lệnh bài màu đen theo hắt khải giáp thi thể bay ra. Hút, tốt nồng tử khí A, lão đại, thuộc hạ xem ra sau này muốn nhiều hạ di tích. Kiêu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nơi này tử khí sau bất luận cái gì đang dược đều đại bổ. Tây môn hạo quay đầu nhìn thoáng qua kiêu, thầm nghĩ, mẹ nó, gia hỏa này không lại ở chỗ này đột phá thần vương kỳ A. Chẳng lẽ hạo gia hảo vận, muốn thành toàn cái này tảo bả tinh. Tên tà ác, ngươi thật sự là hảo vận, nơi này chết chí ít có mười mấy vạn người, mà lại đều là viễn cổ thần linh, bởi vì là độc lập không gian, chất khí tiêu tán vô cùng chậm, đoán chừng cũng chính là pháp trận càng ngày càng yếu sau những cái kia tử khí mới tiết ra ngoài bị ngươi cảm ứng được. Cương thần đều hâm mộ nổi lên kêu, lần này đối phương là đi thật chó bay liền chở. Tốt, tạo bả tin tại đây bên trong tu luyện đi, lần này tầm bảo không có quan hệ gì với ngươi, hy vọng tại chúng ta nắm nơi này tìm kiếm xong về sau, ngươi có thể hút sạch nơi này tử khí. Tây môn hạo ngữ khí chua chua, thật vô cùng hâm mộ đối phương. Đầu tiên là một tòa thần mộ làm cho đối phương đột phá chủ thần, mặc dù đối phương đã sắp đột phá chủ thần, nhưng còn cần một thời gian 2 năm, mà ở trong đó tử khí bọn hắn mặc dù cảm giác không thấy, nhưng đối phương có thể từ bên ngoài cũng cảm giác được, rõ ràng nơi này tử khí có nhiều nồng. Tại à, lão đại, lão đại, thuộc hạ vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều là lão đại cấp dưới, kiêu quỳ một chân trên đất, đối tay môn Hạo phát ra từ trên linh hồn cảm kích, trước kia một cái tiểu chân thần một cái bị gia tộc xóa tên, ai gặp cũng ghét chân thần, từ khi theo Tây Môn Hạo về sau liền nhất phi trùng thiên, càng là đột phá chủ thần. Mà đột phá chủ thần vừa mới không lâu, liền lại gặp dạng này tràn ngập viễn cổ thần linh tử khí địa phương, khiến cho hắn đại bổ địa phương. Không phải hắn vận khí tốt bao nhiêu, bởi vì vận khí của hắn luôn luôn rất kém cỏi, hắn hết thảy hảo vận đều là Tây Môn Hạo mang tới. Ha ha ha, tảo bả tin, thật buồn nôn tại đây bên trong trông coi, chúng ta đi xuống đi. Tây môn hạo cười lớn vỗ vỗ kêu bả vai, sau đó theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Chủ nhân, đem muội muội bọn hắn cũng thả ra đi, ta phát hiện một dạng đồ tốt. Ma lân bỗng nhiên đề nghị. Ồ, ma lân, ngươi phát hiện cái gì? Tây môn hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì chính mình mạnh mẽ nguyên thần cũng không có phát hiện cái gì. Chủ nhân, ngươi xem cái này. Ma lân đưa tay đem một cổ thi thể bên trên áo giáp màu đen nghỉ xuống dưới, bày trên mặt đất. Áo giáp chia làm sáu cái, đầu, thân thể, hai tay, hai chân. Nhất là đầu, còn có thêm ra tới một khối bảo hộ lấy mi tâm, chỉ cần không bị đánh rụng mũ giáp, có thể sánh được một kiện thần cách đồ phòng ngự. Dọn xong về sau, lập tức sáng lên một hồi hắc quang, đã trải qua hơn một vạn năm, này chút áo giáp chỉ cần thêm chút chữa trị vẫn là không sai thần khí mà lại này loại chế thức đều không thể nhận chủ tựa như là quân đội chế thức áo giáp xuất ngũ hoặc là tử vong đều phải để lại cho người khác tây môn hạo nhãn tình sáng lên hiểu rõ ma lân ý nghĩ vô lượng thiên tôn lại là chân thần kỳ cương thần đồng dạng hiểu rõ trên mặt giàu dạc nổi lên nụ cười vui vẻ này tây môn hạo vận khí luôn luôn tốt như vậy chủ nhân này là chân thần kỳ áo giáp mà lại ngươi xem nơi này trên thi thể đều mặc lấy áo giáp có chính thần kỳ có chân thần, có thiên thần, có lẽ bên trong còn có chủ thần thậm chí càng cao. Chủ nhân, chúng ta thần quân thật có phúc. Thần Khôi đồng dạng vô cùng kích động, quân đội của bọn hắn áo giáp đều là đê giai chế thức, nghĩ muốn tăng lên trừ phi dựa vào chính mình, đừng nghĩ lấy người ở phía trên cho ngươi tiêu hao hàng loạt tài liệu đi chế tạo đồ phòng ngự. Vô lượng thiên tôn, lão đại, này chút áo giáp mặc dù dùng tài liệu, nhưng cũng là thần giới đồ vật, mặc dù rất nhiều đã tổn hại nhưng đem một vài tổn hại nghiêm trọng tinh luyện sau chữa trị hắn khôi giáp của nó, tốn hao không được quá lớn đại giới. Mọi người ngươi liếc mắt, ta một câu, sợ Tây Môn Hạo không đồng ý giống như. Khụ khụ, các vị, ta mới là lão đại hảo không? Ta càng chờ mong quân đội của mình mạnh mẽ. Tây Môn Hạo cắt ngang mọi người, sau đó đem hỏa lân, địa long, còn có một sừng tất cả đều ném ra thời gian thác. Sau đó trong lòng khẽ động, năm cái hồng giáp thần binh lại bay trở về. Tốt, an bài một chút, hỏa lân, bì bì long, một sừng, ba người các ngươi riêng phần mình do một cái thần binh bảo hộ lấy quét dọn chiến trường, một bộ áo giáp không muốn buông tha, bao quát những vũ khí kia, đồng thời chú ý một chút không giống nhau địa phương. Kêu tại đây bên trong tu luyện, chúng ta mấy cái đi tới mặt. Tây môn hạo nói xong, liền dẫn cương thần ba người theo bậc thang đi xuống, mục tiêu chính là chủ điện. Uy, các ngươi hai cái nghe ta, ngươi qua bên kia, ngươi qua bên kia. Hỏa lân có chút hơi buồn bực, chủ yếu là chính mình lại bị ma lân cùng tảo bả tinh vượt qua, còn bị chính mình lão tử làm ra quét dọn chiến trường. Vâng, cô nải nãy Một sừng cũng không dám dẫn lửa lân, mang theo một cái hồng giáp thần binh đi quét dọn chiến trường. Mẹ nó, thật hâm mộ tảo bả tinh. Địa Long thấp giọng mắng một câu, sau đó cũng mang theo một cái hồng giáp thần binh rời đi. Hỏa lân đồng dạng nhìn xem đang đang nhắm mắt hấp thu tử khí kiêu, có chút nhỏ đố kỵ nhưng chính sự quan trọng, mang theo thần binh liền vọt ra ngoài. Bọn hắn mỗi người đều có mấy món không gian bảo vật, mà lại đều là cỡ lớn, quét dọn chiến trường đầy đủ. Mà còn lại hai cái hồng giáp thần binh thì là đứng ở kiêu sau lưng, một bên làm đối phương hộ pháp, cũng có thể nhìn xuống toàn bộ dãy cung điện, gặp nguy hiểm có khả năng trước tiên truyền thâu đến Tây Môn Hạo trong đầu. Tây Môn Hạo đoàn người mục tiêu mặc dù là chủ điện, nhưng trên đường Ma Lân cùng cương thần còn có thần khôi cũng thu lấy thi thể này trên người áo giáp, vũ khí, thậm chí một chút đồ vật loạn thất bát tao. Tại di tích, kỳ thật đáng giá nhất không phải này chút, mà là dị bảo. Tây Môn Hạo đã tại vu thiền trong không gian giới chỉ thu được hai kiện dị bảo, không biết nơi này có bao nhiêu. Nơi này mặc dù là một cái bị đánh tàn phế thần phủ, nhưng xem ra lưỡng bại câu thương, cũng không có người sống ra ngoài, lưu lại hàng loạt vũ khí trang bị. Dạng này một tòa bảo khố, có lẽ là Tây Môn Hạo triệt để cuộc khởi vốn liếng kỳ thật không thể không nói tây môn hạo vận khí tốt thần mộ không có viễn cổ thần cương thần vẫn là một cái trộm qua mộ lão đạo có lẽ không phát hiện được mà thanh nguyên phủ không có kiêu đối tử khí mẫn cảm không có chính mình luân hồi chi nhãn không có thần khôi âm dương thuộc tính đồng dạng sẽ bỏ lỡ cho nên tây môn hạo vận khí là thật tốt đến nhà ai chết hết trong này thấp nhất cũng là chân thần kỳ a cương thần nhìn xem lớn hai bên đường thi thể căn cứ thi thể khô quắc trình độ cùng với trên mặt đất vũ khí đại khái có khả năng suy đoán ra tu vi. Vậy cái này liền là thiên thần đi. Ma lân lột một cổ thi thể áo giáp, cổ thi thể này hơi còn có thể nhìn ra ban đầu diện mạo. Không kém bao nhiêu đâu, nhìn xem loại trình độ này, chủ thần kỳ trở lên hẳn là có khả năng giữ lại thần thể bất hủ. Cương thần một bên nói rõ lý do, một bên thu hồi trên mặt đất vũ khí, hoặc là một chút tấm trắng, áo giáp. Ngược lại đều là tiện tay mà thôi, sau khi trở về toàn bộ giao cho cơ vô bệnh là được. Mà lại hiện tại Hạo Thiên Thành có không ít luyện khí đại sư, rất nhiều thần khí mặc dù không thể dùng, nhưng tinh luyện thành tài liệu cũng là một bút phong phú của cải. Nhất là đây đều là thần giới đồ vật, tại thần vực di tích sản xuất đồ vật kiện kiện đều là có tiền mà không mua được. Các ngươi có phát hiện hay không một cái hiện tượng kỳ quái? Tây môn hạo nắm đế vương đồ biến thành một cái cái cào, nắm một cổ thi thể lật ra cái mặt. Cái gì? Cương Thần ba người từng cái đưa cổ nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Các ngươi nhìn một chút này, nhìn lại một chút mặt khác thần thi, có phải hay không tìm không đến bất luận cái gì không gian bảo vật. Tây Môn Hạo dùng cái cào lại lật ra mấy bộ thi thể, lại là, ngoại trừ trên người áo giáp cùng với trên mặt đất thần khí bên ngoài, tất cả thi thể không gian bảo vật toàn bộ mất rồi. Hết sức rõ ràng, nơi này có người quét dọn qua, không hề giống bọn hắn tưởng tượng như thế nơi này không có người sống đi ra ngoài. Thảo, lão đại lão đại, những thi thể này thật sạch sẽ a, à. một kiện không gian bảo vật đều không có. Địa Long ngay tại nơi xa cùng một cái hồng giáp thần binh đào thi thể, rõ ràng cũng phát hiện một dạng. Ta chỗ này cũng là, hỏa lân cũng hô, còn có ta, một sừng tại bên kia hô, tây môn hạo nhướng mày, sau đó hô. Đều đào sạch sẽ, một kiện cũng đừng lưu, nói xong, nhìn về phía cương thần tử đạo hữu ngươi nói vì cái gì bọn hắn chỉ lấy đi không gian bảo vật không có lấy đi này chút thần khí cương thần lắc một cái phất trần cười nói lão đại những thần linh này lưu lại hàng loạt không gian bảo vật bọn hắn muốn này chút tổn hại vũ khí đồ phòng ngự làm gì đồ phòng ngự là chế thức thần khí còn muốn giải trừ nhận chủ hoặc là tinh luyện tốn thời gian phí sức mà những cái kia không gian bảo vật chỉ cần luyện hóa giải trừ nhận chủ liền là một món tài sản khổng lồ mà lại có thể tại đại chiến như vậy bên trong sống sót thần linh có thể coi trọng này chút tổn hại thần khí cùng đồ phòng ngự sao tây môn hạo nhẹ gật đầu có thể tại chiến đấu như vậy bên trong may nhờ xuống tới thực lực khẳng định không tầm thường đoán chừng thật đúng là xem thường những vật này các ngươi tại đằng sau thu thập ta đi đằng trước nhìn một chút nói xong bước nhanh hơn không còn quan tâm này chút thay khô mà là thẳng đến chủ điện mà đi đến chúng ta cũng thay đổi thành đào thi cương thần thu phất trần, một sắn tay áo, bắt đầu đào thần thi, nhặt thần khí. Thần khôi cùng ma lân thấy cương thần đều như vậy, càng không có ý kiến, vén tay áo lên liền mở làm. Tây môn hạo thì là dưới chân như gió, cầm trong tay thần lực súng lục, rất nhanh liền đến chủ điện trước. Này tòa chủ điện cùng đô thành phiền thần điện có so sánh, ngoại trừ thấp chút, chiếm diện tích tuyệt không nhỏ. Bất quá, trước điện quảng trường bên trên chồng chất đầy thi thể, có ăn mặc áo giáp màu đen, có ăn mặc áo giáp màu xanh, cũng có không mặc áo giáp, mà này chút không mặc áo giáp thi thể hết sức tươi sống, dù cho có đã cắt thành hai đoạn, nhưng liền cùng vừa mới chết không sai biệt lắm. Này chút hẳn là chủ thần kỳ trở lên cường giả, cũng không biết là không có mặc áo giáp, vẫn là bị đào đi, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân xem không đến bất luận cái gì không gian bảo vật. Chủ điện đã trách mướt, lại nhìn trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, rõ ràng lúc ấy nơi này là chiến trường chính. Mở Tây môn hạo vung tay lên, ngăn tại thông hướng chủ cửa điện thi thể toàn bộ bay lên, theo hai phía tách ra. Ai ngờ theo thi thể tách ra, bỗng nhiên một người tướng mạo xấu xí, thân hình phiêu hốt quái vật thẳng đến chính mình bay tới. Không tốt, đều cẩn thận, có si mị. Tây môn hạo nhận ra thứ này, chính là sau khi đi vào gặp phải thứ một cái quái vật, si mị. Chuyên ăn người chết còn sót lại linh hồn đồ vật. Hoa 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 toàn bộ không gian bỗng nhiên vang lên từng tiếng như là giống như trẻ nít tiếng kêu, theo bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện thực lực mạnh yếu không đồng đều suy si mị, có chừng ba bốn mươi cái, phân biệt lao ra quét dọn chiến trường tất cả mọi người. Đang ở cao lớn quảng trường bên trên hấp thu tử khí kêu đột nhiên mở mắt, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mục tiêu chính là hỏa lân, hắn muốn bảo vệ vị này cô nải nải. Mà hai cái hồng giáp thần binh một cái phóng tới một sừng, một cái phóng tới địa long, tiến hành phụ trợ. Tây Môn Hạo nắm hai cái hồng giáp thần binh phái đi ra sau mới thở vào nhẹ nhõm, dù sao hỏa lân bọn hắn chỉ có thiên thần kỳ tu vi, dạng này liền an toàn nhiều. a à, phóng tới Tây Môn Hạo si mị bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chính là loại kỳ kỳ lạ nguyên thần công kích. Hừ, Tây Môn Hạo hừ lạnh một tiếng, đã sớm có phòng bị, đưa tay liền là sáu thương, nhưng sau luân hồi chi nhãn mở ra. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, sáu phát xuyên qua si mị thân thể, ngay sau đó chính là luân hồi chi nhãn xuyên qua. Bành, si mị thân thể bỗng nhiên nổ tung, sau đó biến mất sạch sành xanh, thực lực so lần thứ nhất gặp phải kém xa. Đợi giết cái này si mị về sau, Tây Môn Hạo thả người nhảy tới chủ điện trên đỉnh, thần lực súng lục trong nháy mắt biến thành 98k. Hắn bên này chẳng qua là xuất hiện một cái si mị, mà cương thần bọn hắn thì là liền đối với mười mấy cái si mị, may nhờ này chút si mị thực lực, mọi người ứng phó rất nhẹ nhàng. Qua, ba, Tây Môn Hạo đối một cái vọt tới si mị bóc lấy cò súng, 98k cường lực đạn trong nháy mắt đánh nổ cái kia si mị. Loại thực lực này si mị, một khỏa 98k cường lực đạn liền có thể giải quyết, liền luân hồi chi nhãn đều tiết kiệm được. Đương nhiên, dạng này thực lực si mị liền sợi lông đều bạo không ra. Ba ba ba, Tây Môn Hạo lại liền mở ba phát, chuyên môn chọn một chút hung mảnh si mị công kích, mỗi lần đều là miễu sát. Oa, oa, oa Bỗng nhiên trong không gian vang lên một cái vô cùng thê lương thét lên, đang tiếng kêu vang lên về sau, những cái kia đang tại công kích mọi người si mị bỗng nhiên toàn bộ đình chỉ công kích, sau đó hướng về một cái phương hướng tụ tập. Không tốt, nó muốn thôn vệ. Cương thần lớn kêu không tốt, nhưng trái tim tất cả mọi người nhấc lên. Mà hỏa lân mấy người cũng bằng nhanh nhất chuyển hàng nhanh hướng về cương thần bên này tụ tập, may nhờ quét dọn chiến trường vừa mới bắt đầu, mọi người phân tán không phải hết sức mở tây môn hạo họng súng thay đổi nhắm ngay những si mị đó tụ tập địa phương quả nhiên nhìn xem một cái khí tức tương đối mạnh si mị hiện ra thân hình mà những cái kia xông tới si mị thì là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhào tới trên người của nó nói là bị thôn phệ không bằng nói là chính mình chui trở về trời ạ à, là si mị vương đây đều là nó tử thể cương thần cái này hàng lại tới mã hậu pháo tử đạo hữu bất quá một cái thần vương kỳ thôi mà lại ngươi lúc này mã hậu pháo có phải hay không đến muộn tây môn hạo một vừa nhìn cái kia si mị vương càng ngày càng mạnh một bên hô cương thần khóe mắt lắc một cái nhìn xem cái kia si mị vương biểu lộ biến ảo chập chờn luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện cái kia si mị vương thân thể rất nhanh liền triệt để lộ ra ra tới màu xanh thân thể con mắt màu đỏ tướng mạo xấu xí toàn thân mọc đầy xúc giác trong miệng còn ra bên ngoài chảy xuống ác tâm dịch nhần rất nhanh Tất cả si mị bị cái này si mị vương nuốt chửng lấy hoàn tất, đối phương khí tức trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Tê liệt, hắn thành thần hoàng kỳ. Cương thần bị kinh đến, này nói tục nổ so Tây Môn Hạo còn lưu. Tây Môn Hạo dĩ nhiên biết cái kia si mị vương biến thành thần hoàng kỳ, lúc trước dò xét vẫn là thần vương kỳ, chờ thôn vệ xong những si mị đó về sau, liền đột phá thần hoàng kỳ. Mặc dù vừa mới đột phá bộ dáng, nhưng vẫn là thần hoàng, là Tây Môn Hạo gặp phải mạnh nhất kẻ địch thần khôi, tới, ngoại trừ tử đạo hữu, tất cả mọi người đi vào. Tây môn hạo phất tay đem cửu tầng thời gian tháp vứt xuống trước mặt mọi người. Cương thần mặc dù chỉ là chủ thần, nhưng nha liền là cái đánh không chết tiểu cường, mà lại trên người hạo nhiên chính khí đối si mị khắc chế. Đến mức những người khác, bao quát ma lân đám người hắn đều không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm, mà lại nghĩ muốn đối phó cái này si mị vương, chính mình có lẽ phải dùng ma lực bóng. Mọi người cũng không nhiều hỏi, trong nháy mắt chui vào thời gian tháp, chỉ lưu năm cái hồng giáp thần binh hiệp trợ cương thần. Ngao ô, si mị vương thôn vệ hoàn tất, ngang trời thét dài, thân thể trong nháy mắt trở nên có 5-6 mét lớn, nhưng rất nhanh trở nên hư vô mờ mịt dâng lên. ba Tây môn hạo không chút do dự đánh ra cuối cùng một thương, sau đó lần nữa mở ra luân hồi chi nhãn, bắn ra một đạo ngũ sắc quan mang. Thần khôi, tới rồi. Ông, hai người trong nháy mắt hợp thể không vệ thần khôi phát động, Tây Môn Hạo tu vi trong nháy mắt ào tới thần vương kỳ, hơn nữa còn là tu luyện hết sức nhiều năm thần vương kỳ. Hoa, Si Mị Vương bị đau, nắm tất cả chú ý nhắm ngay Tây Môn Hạo, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao đến. Lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành, chu tà. Tây Môn Hạo trong nháy mắt đánh, cửu tự chân ngôn chu tà, một đầu cự long từ không trung pháp trận bay ra, đâm vào Si Mị trên thân. Khoa Si mị vương lần nữa bị đau Nhất là tru tà trong trận mang cái chủng loại kia khắc chế khí tức của mình Để nó rất thống khổ Lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành Khu ma kiếm trận Cương thần cũng đánh ra cửu tự chân ngôn Đồng thời tế ra hàng ma kiếm Hàng ma kiếm trong nháy mắt biến lớn Đâm về phía si mị vương Ken Cự kiếm trong nháy mắt đâm xuống Mục tiêu trực chỉ si mị vương đỉnh đầu. A. Si mị vương há mồm phát ra thê lương tiếng kêu, từng đạo sóng gợn vô hình theo quanh thân đẩy ra, nắm tay môn hạo cùng cương thần toàn bộ chấn bay ra ngoài. Mà cái kia năm cái hồng giáp thần binh trực tiếp bị chấn bể. năm vị chủ thần kỳ hồng giáp thần binh, đối mặt thần vương kỳ còn không kém cạnh, nhưng đây là thần hoàng. Mẹ nó, liền ngươi hội nguyên thần công kích sao? Mở, tay môn hạo mở ra luân hồi chi nhãn, ngũ sắc thần quang bên trong mang theo một tia kim quang, đây là hắn cùng thần Khôi Nguyên thần dung hợp hiệu quả. Vù, hào quang chói sáng bay bắn ra ngoài, đồng thời lấy ra một cái thẻ, chính là Như Lai thần trưởng tạm thời thân thể thẻ, không chút do dự nuốt vào. Đinh, chúc mừng ký chủ, học được tạm thời thần thông Như Lai thần trưởng, duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. Hoa. Si Mị Vương tốc độ đã khủng bố tới cực điểm, tránh thoát luân hồi chi nhãn công kích, nhưng ngay sau đó liền cảm giác được đỉnh đầu sinh phong. Chỉ thấy thần vương kỳ Tây Môn Hạo bỗng nhiên vỗ ra một bàn tay, một cái to lớn bàn tay màu vàng ống vỗ xuống. Mẹ nó, ngư bức lão đại của ta. Cương thần xem khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới này Tây Môn Hạo còn có chưa sử dụng thủ đoạn. Hoa, si mị vương trên người xúc tu bỗng nhiên biến dài, bay về phía đỉnh đầu. Bành, to lớn trong tay đập đến những cái kia xúc tu bay loạn, đập đến si mị vương rơi xuống từ trên không, đập vỡ một tòa cung điện. Ngao ô. Si mị vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhất là trên thân còn bốc lên từng đợt thanh yên. Đừng quên, đây là như lai thần trưởng A, là Phật tổ bàn tay, này tà ác si mị sao có thể gánh vác được, không có bị trong nháy mắt tịnh hóa cũng không tệ rồi. Ha ha ha, thoải mái A, à. lại đến, Tây môn hạo lại là vung tay lên, một cái bàn tay lớn màu vàng ống từ không trung hạ xuống, lần nữa chụp về phía si mị vương. Trống nằm rạp trên mặt đất si mị vương phẫn nộ một tiếng trống đỏ bừng hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hồng mang chính xác bắn chúng như lai thần trưởng bành như lai thần trưởng trong nháy mắt sụp đổ lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành khốn tà tây môn hạo lần nữa đánh ra cửu tự chân ngôn trong nháy mắt lại chui ra ngoài một đầu màu đỏ cự long trống si mị vương trên người xúc tu đang tức giận bên trong biến dài phân biệt phóng tới tây môn hạo cùng cương thần hai người vừa muốn né tránh ai ngờ si mị lần nữa sử dụng nguyên thần công kích bất quá lần này không có đem bọn hắn đánh bay mà là cho đông lại lấy xoạt xoạt tây môn hạo cùng cương thần bị xúc tu cuốn lấy cuốn lấy gắt gao cùng lúc đó khốn tà thần long cũng đem si mị vương cho cuốn lấy lần này thú vị chiến đấu ba người lẫn nhau bị khốn trụ ai cũng không động đậy bất quá cương thần khu ma kiếm còn ở bên ngoài đâu trong nháy mắt bay về phía si mị vương mà tây môn hạo cũng là há miệng truy mệnh phun ra ngoài thẳng đến si mị tráng chết si mị vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người cuốn lấy hai người vô số xúc tu trong đó có một cây nhọn bộ nhắm ngay hai người mi tâm trong nháy mắt đâm xuống dưới phốc phốc cương thần cái tráng không có gì bất ngờ xảy ra bị đâm xuyên từ sau não toát ra nhưng vẫn không có ngăn trở khu ma kiếm công kích bởi vì cương thần con hàng này không có có thần cách chỉ có tâm tạng mà lại ai cũng không biết trái tim của hắn ở đâu mà tây môn hạo thì là mở ra luân hồi chi nhãn ngũ sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra đem xúc tu đánh cái nát bấy cắt chém xúc tu tây môn hạo một tiếng quát lớn khống chế truy mệnh cắt chém si mị vương xúc tu cương thần cũng vội vàng khống chế khu ma kiếm cắt chém thương 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 khu ma kiếm cùng truy mệnh tốc độ cao cắt si mị vương xúc tu thống khổ to lớn nhường si mị vương sờ nhẹ buông tay hai người thừa cơ tránh thoát ra tới. Ta đập, ta đập, ta vỗ vỗ đập. Tây môn hạo thừa cơ liên tục đánh ra như lai thần trưởng, trong nháy mắt đem tất cả thần lực đập sạch sẽ, sau đó một khỏa trong nháy mắt khôi phục thần lực thần đang nuốt vào. Bành bành bành, to lớn như lai thần trưởng từng cái đập vào si mị vương trên thân, mỗi một trưởng đều mang nồng đậm phật khí, đánh si mị vương toàn thân bốc lên thanh yên, thống khổ không thể tả. Ha ha ha, lão đại, ngươi này chiêu thật lợi hại a à. hoàn toàn khắc chế này loại yêu ma a à. cương thần ngạch đầu đeo lỗ máu nhưng trên mặt lại trong bụng nở hoa đối tây môn hạo giơ ngón tay cái lên đừng ngươi muội nịnh hót tranh thủ thời gian ấp ủ đại chiêu hạo gia này chiêu nhanh phải kết thúc ta đập ta đập tây môn hạo đập này một chưởng chưởng vỗ xuống tặc kê nhi thoải mái nhưng tiêu hao cũng là rất lớn lão đại chờ một lát nhìn ta chấn thiên khu ma phù Cương thần phất tay lấy ra nghiêm trống không lá bùa, sau đó cắn nát đầu ngón tay ở phía trên tốc độ cao họa, mỗi vẻ một đạo đều lóe lên một đạo kim sắc hào quang. Ta đập, ta đập, đập ngươi tê liệt, đi chết, trống. Si mị vương là thật bị đập tức giận, vậy mà tức miệng mắng to, đồng thời cưỡng ép tránh qua, tránh né tay môn hạo một bàn tay, thân thể trên không trung liên tục lấp lánh, nhưng tay môn hạo sờ không tới vị trí. Hừ, tay môn hạo hai tay vung lên, hai mắt biến thành âm dương ngư phát ra sinh tử chuyển luân tại thuộc tính đạt được sau khi tăng lên hai chân sáng rực lên hàng loạt thần lực tràn vào mị ảnh dày đệm bên trong xoạt 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 tây môn hạo đồng dạng biến thành mị ảnh bắt đầu cùng si mị vương bảo tố thân pháp đồng thời lấy ra thần lực súng lục tìm đúng cơ hội chính là một thương vẫn là kỹ năng chủ động ầm sáu phát đồng thời bay ra đồng thời sát nhập xoay tròn lấy lừa gạt công đánh về phía si mị vương a à. Si mị vương há mồm lần nữa phát ra rít lên một tiếng, đồng thời cũng vọt tới tây môn hạo trước mặt, hai tay biến thành lợi trảo, trảo tại tây môn hạo ngực. Bất quá, thần lực súng lục đạn cũng đánh vào sau gáy của nó, hàng loạt dịp nhần ở tại tây môn hạo trên mặt. Định. ba Cương thần phù lục cuối cùng hoàn thành, tại tây môn hạo sau lưng dán ra một tấm bùa chú, kề sát ở si mị vương trên óc. Ông. Theo kim quang lóe lên, si mị vương bị định trụ. Lão đại đem nó diệt sạch sẽ, bằng không thì chết không được. Cương thần tốc độ cao nói, này đặc biệt làm sao diệt sạch sẽ. Tây môn hạo nhìn xem sớm đã bị như lai thần trưởng đập biến hình si mị vương, cái đồ chơi này là thật khó dây dưa. Hỏa, lão đại còn nhớ rõ ngươi cái kia rất lợi hại hỏa sao. Si mị nhất đập phát hỏa, tam muội chân hỏa. Tây môn hạo hỏi, ừ, ừm ừm, thành chủ khiêu chiến lúc dùng cái chủng loại kia. Cương thần nhẹ gật đầu, rõ ràng nhớ kỹ tại khiêu chiến hàng phong thành thời điểm, Tây Môn Hạo dùng ra một loại có khả năng đốt dập lửa diễm hỏa. Loại kia hỏa mất rồi, dùng cái này đi. Tây Môn Hạo lấy ra một khỏa hỏa hệ ma lực bóng, sau đó nhét vào si mị vương trên thân, sau đó nắm ở cương thần eo, nắm vạn dặm che giấu phù kề sát ở trên thân. Xoạt, hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó tầng tầng đâm vào không gian trên vách tường, đụng hai người song mắt nổi đom đóm cái không gian này không có vạn dặm, cũng truyền tống không đi ra, chỉ có thể truyền tống đến nơi xa nhất. Nhưng nơi này mặc dù không có vạn dặm, nhưng cũng có mấy ngàn mét, có thể né tránh ma lực bóng phạm vi công kích. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, một đóa hỏa hồng mây hình nấm phóng lên tận trời, sau đó một cổ hơi nóng hầm hập trong nháy mắt khuếch tán phương viên ngàn mét, cùng đạn hạt nhân không kém cạnh. Một kích này không sao, ở vào trung tâm vụ nổ si mị vương trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ liền kêu thảm đều không phát ra được. Mà khuếch tán hỏa diễm đem phương viên ngàn mét bên trong thay khô đốt đi sạch sẽ, thậm chí liền một chút tàn phá đê dai thần khí cũng hòa tan. Chỉ có số ít cường giả thần thi giữ lại, nhưng cũng đốt tàn phá không thể tả, một chiêu này đến là bớt việc đào thi thể. Không chỉ như thế, theo trung tâm vụ nổ, ngoại trừ chủ điện kiến trúc tài liệu không tầm thường, giữ lại bên ngoài, phương viên ngàn mét cung điện kiến trúc toàn bộ biến mất, Nơi này đã sớm rách nát hơn một vạn năm, cho dù có bảo hộ cấm chế cũng đã biến mất, trong chớp mắt liền bị sang bằng thành đất bằng. Ta, hóa, móa, cương thần chưa thấy qua Tây Môn Hạo sử dụng hỏa hệ ma lực bóng, năm đó ở Thanh Liên thành thời điểm hắn không tại, quy lực này, khiến cho hắn cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cẩn thận một chút, có lẽ còn chưa có chết đây. Tây Môn Hạo tế ra yển nguyệt đao, như lai thần trưởng thời gian đã đến, cũng không biết cái kia si mị vương chết chưa a à, trong ngọn lửa bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm một cái đại hỏa cầu bay ra chính là si mị giết tây môn hạo thân thể lần nữa biến thành từng đạo tàn ảnh dẫm lên sinh chi đạo luân bàn liền xông tới sau đó tốc độ cao chém vào lửa cháy đoàn cương thần cũng là đánh pháp quyết lợi dụng hàng ma kiếm tiến hành công kích từ xa không phải hắn không nghĩ cận thân ngọn lửa kia nhiệt độ khiến cho hắn cái chủ thần này cảm nhận được một chút sợ hãi ta bổ ta bổ ta bổ bổ bổ. Hạo gia cũng không tin phách không chết ngươi. Tây môn hạo thân hình như là mị ảnh, kiển nguyệt đao cũng biến thành tàn ảnh, tại hỏa đoàn bên trên qua lại chém vào. Bỗng nhiên, bành một tiếng, hỏa đoàn nổ tung, biến thành từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ, mà si mị vương đã biến mất tung tích. Đinh, chúc mừng ký chủ, tuôn ra thần cấp hồng bao một cái, thỉnh trong vòng một phút điểm lấy, một phút đồng hồ sau hồng bao biến mất. Ken. Tây Môn Hạo trong tay Yển Nguyệt Đao đột nhiên dừng lại, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên tại một đóa ngọn lửa nhỏ bên trên treo một cái hồng bao. Lần này, Si Mị Vương là thật bị đốt chết rồi, mà lại bị đốt sạch sành xanh. Si Mị vốn chính là năng lượng thể, sợ nhất liền là hỏa. Huống chi ngọn lửa này, chết. Ha ha ha! Tây Môn Hạo lóe lên một cái liền bay đến hồng bao trước, không kịp chờ đợi điểm đi lên. Đây chính là thần hoàng kỳ hồng bao a mặc dù không phải chân chính thần linh, nhưng dù sao cũng là thần hoàng kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát động rút thưởng luân bàn. Thỉnh tại 5 giây bên trong clip mở bắt đầu. Tút tút tút. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút trúng thần lực súng lục thể thăng cấp một tấm. Hoa Nga, Tây Môn Hạo nhãn tình sáng lên, cuối cùng rút trúng thần lực súng lục thể thăng cấp. Vô lượng thiên tôn, lão đại, ngươi quá lợi hại. Giết một cái thần hoàng kỳ si mị vương cương thần con hàng này càng ngày càng thích định hót. Tây môn hạo không nhìn thẳng, nhìn xem phía dưới phương viên ngàn mét đất chết, ngoại trừ những thần khí kia cùng màu đen, áo giáp màu xanh, cơ hồ không có bất kỳ vật gì. Vung tay lên, tất cả mọi người bị ném đi ra. Nhanh, quét dọn chiến trường, toàn bộ thu. Nói xong, liền chui vào chủ điện, hắn hiện tại vẫn là thần vương kỳ, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian khai cuộc một thoáng chủ điện ma lần đám người đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó riêng phần mình điểm bắt bắt đầu điên cùng càng quét không dùng đào thi thể thu lại đó là nhanh chóng cơ hồ đều là từng mảnh từng mảnh làm sạch thương thần cũng không có nhàn rỗi cũng hỗ trợ quét dọn chiến trường nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha